Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi liên lỉ và lòng kính yêu Thiên Chúa một ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với tất cả anh chị em trên thế giới bài viết là tác phẩm Đây là tiếng nói của Hội Thánh Đau Khổ, Hội Thánh Chân Chính của Thiên Chúa. Tác giả Maria Ferro, Joan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực, Nô Lệ Tình Yêu của Thiên Chúa. Xuất bản tháng 7 năm 2023. Xin kính mời toàn thể anh chị em trên thế giới hãy lắng nghe. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Đau Khổ, Hội Thánh Chân Chính của Thiên Chúa, xuất bản tháng 7 năm 2023. Tác giả Maria Ferro Gian Hồng Như Phạm Văn Lực, Nô Lệ Tình Yêu của Thiên Chúa. Lời nói đầu: Việc Thánh Lễ đã thuộc về ma quỷ kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017. Bởi vì giáo hoàng Francisco là giáo hoàng của quỷ đã được Thiên Chúa tiên tri báo cho chúng ta biết trước từ mấy ngàn năm trước trong sách Đa Điền, và vì rất quan trọng nên Chúa phải lập lại lần nữa trong sách Khải Huyền. Nghĩa là Hội Thánh bây giờ là Hội Thánh giả. Xin xem những video Hội Thánh thật và Hội Thánh giả. Hội Thánh thật của Thiên Chúa ở Việt Nam, video số 17 của Đức Chúa Cha ban cho nhân loại, thông điệp số 16 ngày 01/08/2020, giáo hoàng Francisco là giáo hoàng của quỷ. Nó bắt buộc bột làm bánh lễ phải gửi từ Roma về các nơi, vì nó đã trộn tạp chất vào bột và đã niệm thần chú ma quỷ để cho giáo dân vốn đã lầm lạc không có lòng kính yêu Thiên Chúa và đang vâng lời nó, cầu nguyện theo ý nó là đức giáo hoàng của quỷ, thì những người ấy sẽ bị tà khí ma quỷ kèm giữ mãi trong lầm lạc, không quay trở về được và sẽ phải xuống hỏa ngục với nó. Đức Chúa Giêsu đã ban thông điệp cho Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh để dạy về điều này, và chú ngữ đã công bố trong thông điệp số 16. Những video và những bài viết của chú ngực là mây dần của Đức Mẹ, đúng là phê dô hai của Đức Chúa Giêsu. Xin mọi người lắng nghe để nhận ra chân lý, nhận ra thánh ý Thiên Chúa muốn dạy chúng ta phải làm gì. Xin trân trọng cảm ơn. Video số 17 của Đức Chúa Cha ban cho nhân loại, thông điệp số 16 ngày 01/08/2020, toàn tập thông điệp của Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa, người đọc Thanh Loan, tất cả những ai có mặt trong những thánh lễ đều bị hư mất. Hội Thánh thật của Thiên Chúa ở Việt Nam, Hội Thánh thật và Hội Thánh giả, Đức Chúa Giêsu đã phán dạy, nhưng thời cuối, nhưng nếu phải thời, nó phải dạy lại hàng giáo phẩm, hôm nay chúng ta hãy làm chứng. Mạc Khải Quan trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa phần 3. Mạc Khải Quan trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa phần 2. Mạc Khải Quan trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa phần 1. Ta đã bỏ Vatican và ta sẽ cho thế giới biết đâu là Hội Thánh chân chính của ta, chú ngực là Phêrô hai giáo huấn cháu bảo chung. Hiến dâng thế giới cho trái tim vô những nguyên tội thức mẹ, nói tiếng lạ là tà đạo, trong 55 ngày mọi thứ thay đổi đối với đô la Mỹ. Vậy con hãy thông tin lên cho cả thế giới biết mối oan ức của cha phần 1. Vậy con hãy thông tin lên cho cả thế giới biết mối oan ức của cha phần 2. Chú lực trả lời cháu vương phần 1, chú lực trả lời cháu vương phần 2, chú lực trả lời cháu vương phần 3, chú lực trả lời cháu vương phần 4, chú lực trả lời cháu tiếng loa thời cuối phần 2. Chú lực trả lời cháu tiếng loa thời cuối đã cập nhật. Ai đã cả gan sửa chữa kinh thánh, phép lạ Đức Mẹ trước mắt với đoàn hành hương Việt Nam,
Hội Thánh thật và Hội Thánh giả, tiếng nói của Hội Thánh chân chính một trả lời bản tin lành về Kinh Thánh dạy thờ Đức Mẹ. Nói chuyện với ngôn sứ Maria Trinh Nguyên phần 3. Nói chuyện với ngôn sứ Maria Trinh Nguyên phần 2. Nói chuyện với ngôn sứ Maria Trinh Nguyên phần 1. Đức Chúa Giêsu dạy hãy vâng lời Phêrô. Tận hiến tất cả nhân loại cho tình yêu của hai thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chúa ngự giáo huấn cháu Nghê Hà phần 9. Chúa ngự giáo huấn cháu Nghê Hà phần 7. Chúa ngự giáo huấn cháu Nghê Hà phần 8. Chúa biệt phục sinh, thánh giá khiêm nhường, thánh giá chân thật, thánh giá yêu thương, thánh giá toàn thiện. Phạm Văn Ngực trả lời Chúa trung trực, chống lại thánh linh sẽ không được tha đời này hay đời sau. Vậy con hãy thông tin lên cho cả thế giới biết mối oan ức của cha phần 1. Giáo hoàng Francisco là con thú thứ 2 cây ít 13,11. Phép là tượng Đức Chúa Giêsu thương xót nói, Việt Nam thay thế do Thánh, dân tộc Đại Dương. Phần thứ nhất, chương 1, sách BN 7,21-22, 21 tôi cứu mày nhìn, thì sừng ấy đã giao chinh với chư Thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi thấm cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư Thánh của thấm tối cao, và thời đã đến, thời chư Thánh được nước làm của mình. Hải huyền 13:5-11 năm và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng, và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6 và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến danh người và nhà tạm của người, đến các người ở trên trời. 7 và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ, và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong sổ sự sống của chiên con đã bị tế xác. 9 ai có tai thì hãy nghe, 10 ai phải đi tù thì đi tù, ai sẽ phải chết gươm đâm thì sẽ phải chết gươm đâm. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Mãnh thú thứ 2, 11 và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên, nó có hai sừng giống con chiên và nó nói năng như con rồng. Nghĩa là, và đã nó được phép giao chiến với các thánh và thắng được họ, nghĩa là tất cả linh mục, giám mục, hồng y giáo hoàng đều bại trận trước ma quỷ, vì các ngài không có lòng kính yêu Thiên Chúa, mà chỉ yêu chính mình, nên đã hoàn toàn bại trận không còn ai xứng đáng để dâng thánh lễ tinh tuyển lên ba ngôi Thiên Chúa nữa. Đây là thời của ma quỷ liên mưu và nó là Francisco giáo hoàng của quỷ. Đây là lúc mà các thánh phải chứng tỏ lòng trung tín với tình yêu Thiên Chúa của mình. Nghĩa là dù phải đi tù thì đi tù, dù phải chết vun đâm thì cũng phải chết vun đâm để mà phải can đảm tố cáo Francisco là giáo hoàng của quỷ. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Nhưng thật đau lòng cho Thiên Chúa và đau buồn cho chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Ai có tai để nghe thì hãy nghe, nhưng hình như chẳng ai có tai cả. Tất cả hàng giáo phẩm đều bất trung bất tín. Họ đang vâng phục và cầu nguyện theo ý nhất giáo hoàng của họ là theo ý của quỷ, vì đó là giáo hoàng của quỷ. Và giáo quyền đang dẫn dắt đàn chiên của Thiên Chúa đi đạp nàng cho lũ chó sói. Họ đang dụ dỗ giáo dân đi theo giáo hoàng của quỷ để xuống hỏa ngục. Mà giáo dân không hề hay biết, họ đã trở thành lũ chó cơm đi tìm chỗ ngủ. Isaiah 56:10-11, hạch tội những kẻ cầm đầu người quân canh của nó, một lũ đuôi mù, chúng hết thảy đều vô tri vô giác. Hết thảy, đàn chó cơm, không biết sủa, chúng mê sản, nằm thinh thít, chỉ thích ngủ người. 11 lũ chó háu ăn không hề biết chán. Chúng là mục tử mà chẳng biết để ý, hết thảy chúng là theo đường của chúng, mỗi người với người riêng tư nơi xó của mình. 7 và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ, và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong sổ sự sống của chiên con đã bị tế xác. 9 ai có tai thì hãy nghe, 10 ai phải đi tù thì đi tù, ai sẽ phải chết vun đâm thì sẽ phải chết vun đâm. Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó. Bởi vì tất cả hàng tư tế không có ai là trung tín với tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì các ngài không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên tất cả đã bại trận, và vì thế cả thế giới, cả hội thánh đang thờ quỷ và rước quỷ vào lòng. Chương 2. Đây là tiếng nói của Hội Thánh chân chính do Phêrô y của Thiên Chúa và mây dần mới của Đức Mẹ đang dẫn nhân loại về miền đất hứa đầy sữa và mật. Mà nếu ai không thông công cùng Hội Thánh đau khổ, Hội Thánh chân chính này của Đức Chúa Giêsu đã thành lập trên nền tảng 12 thánh tông đồ thì không được dối linh hồn. Bí mật thứ 3 Fatima mà Đức Mẹ dạy phải công bố vào năm 1960 thì Vatican giấu giếm không công bố. Mấy chục năm sau, mãi tới năm 2000 khi có dư luận tòa thánh định nhiệm Đức Mẹ thì Vatican mới công bố, nhưng công bố thiếu,
và Hồng y Joseph Ratzinger, sau là Giáo hoàng Benedicto XVI, đã giải thích sai ý nghĩa thị kiến Đức Mẹ đã ban cho Hội Thánh. Vì vậy ngày hôm nay Đức Mẹ truyền cho mê dần mới của Mẹ công bố bí mật Fatima. Nghĩa là Đức Mẹ là thần khí sự thật quang lâm, là Đức Chúa Thánh Thần, là ngôi ba Thiên Chúa như lời Đức Chúa Giêsu đã phán dạy. In 16:12-13-12 ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ các ngươi không mang nổi. 13 xong khi nào Ngài đến, vì là thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật, vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến. Tất cả sự thật là chân lý toàn diện, là sự thật toàn đích, là mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, và là mệnh lệnh Fatima thứ hai đã được thần khí sự thật ban tại Fatima năm 1917. Để cứu rỗi những người tội lỗi, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria trên toàn thế giới. Nghĩa là Đức Mẹ là thần khí sự thật đã hiện ra dạy bảo loài người đã kính yêu thờ lạy tôn sùng trái tim Đức Chúa Giêsu như thế nào thì cũng hãy kính yêu thờ lạy tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria như vậy. Nhưng Vatican không thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa, không thiết lập lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria trên toàn thế giới. Và thần khí sự thật sẽ loan báo cho các con những điều sẽ đến. Nghĩa là Đức Mẹ đã hiện ra mặc khải cho Hội Thánh biết những điều sẽ đến. Và những điều đó đã ứng nghiệm. Những điều sẽ đến là: 1. Một cơn dịch tế lớn sẽ giáng trên nhân loại vào thiên niên kỷ này. Không nơi nào trên thế giới sẽ được sống yên ổn. Quỷ Satan sẽ điều khiển những người trong ngôi vị cao nhất để quyết định đường lối của các sự việc. Cơn dịch Covid đang giáng trên nhân loại để cảnh tỉnh nhân loại không kính yêu thờ lạy Thiên Chúa, nhưng lại dám công khai thờ lạy ma quỷ. Nghĩa là Thiên Chúa dùng cái chết để nhắc nhở loài người nhớ rằng linh hồn bất tử sẽ bị phạt hay được thưởng. 2. Quỷ Satan sẽ thành công trong việc nhúng tay vào ngôi vị cao nhất trong Hội Thánh. Nghĩa là Francisco leo lên làm giáo hoàng của quỷ. Và còn 9 điều nữa sẽ nói sau. Chưa hết mặc khải, bởi vì mặc dù đã được dạy trong Kinh Thánh, nhưng con cái cũng không hiểu nổi, nên Đức Mẹ đã mặc khải để giải thích Kinh Thánh rõ hơn trong sách cùng các linh mục con cưng của Mẹ, rằng xê nhất là với tư cách một người mẹ, Mẹ đã muốn cảnh báo cho các con những mối nguy hiểm trầm trọng đang đe dọa Hội Thánh ngày nay, bởi nhiều cuộc tấn công hiểm ác đang được tiến hành chống lại Mẹ nhằm tiêu diệt Mẹ. D. Để đạt mục đích tối hậu này, từ lòng đất xuất hiện một con thú hai sừng giống như con chiên, để hỗ trợ cho con thú đen trồi lên từ mặt biển. E. Theo Kinh Thánh, con chiên luôn là một biểu tượng hy sinh. Trong đêm vừa qua, con chiên được sát tế và được người Do Thái lấy máu chiên bôi lên gióng cửa nhà mình, nhằm tránh khỏi sự trừng phạt đánh vào mọi toàn thể dân Ai Cập. Mỗi năm, lễ vượt qua của người Do Thái gợi nhớ lại sự kiện này qua việc giết một con chiên để hiến tế và ăn thịt. Trên núi sọ, Chúa Giêsu Kitô đã hiến tế chính mình vì ơn cứu chuộc nhân loại. Chính người trở thành lễ vượt qua và thật sự là con chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Ép con thú trên đầu có hai sừng giống như con chiên. Chiếc bùa linh mục có liên hệ mật thiết với biểu tượng hy sinh hai cái sừng. Vị thượng tế trong cựu ước đổi một chiếc mũ có hai cái sừng. Các vị giám mục của Hội Thánh đổi mũ chóp có hai sừng để biểu thị tròn vẹn chức năng tư tế. Và con thú đen giống con báo biểu thị bè tam điểm, con thú hai sừng giống con chiên biểu thị tam điểm đã thâm nhập vào nội tình Hội Thánh. Có thể nói đó là giáo sĩ tam điểm đã đặc biệt tràn lan trong các thành viên của hàng giáo phẩm. Sự việc tam điểm thâm nhập vào nội tình Hội Thánh, Mẹ đã tiên báo cho các con tại Fatima, khi loan báo cho các con biết rằng Satan sẽ thâm nhập vào thượng tầng Hội Thánh. Nếu nhiệm vụ của tam điểm là dẫn đưa các linh hồn đến cõi trầm luân đời đời, sai khiến họ tôn thờ các thần giả trá, thì nhiệm vụ của giáo sĩ tam điểm lại có một phương diện khác, chính là hủy diệt Chúa Kitô và Hội Thánh của người, dựng ra một ngẫu tượng mới, cụ thể là Kitô giả và Hội Thánh giả. 11. Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên, nó có hai sừng giống con chiên, và nó nói năng như con rồng. Chương 3. Nghĩa là Hội Thánh bây giờ là Hội Thánh giả, giáo hoàng Francisco là giáo hoàng của quỷ. Nó bắt buộc được làm bánh lễ phải gửi từ Roma về các nơi, vì nó đã trộn tạp chất và đã niệm thần chú ma quỷ để cho giáo dân vốn đã lầm lạc không có lòng kính yêu Thiên Chúa và đang vâng lời nó, cầu nguyện theo ý nó là đức giáo hoàng của quỷ, thì những người ấy sẽ bị tà khí ma quỷ kèm giữ mãi trong lầm lạc, không quay trở về được và sẽ phải xuống hòa ngục với nó. Đức Chúa Giêsu đã ban thông điệp cho Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh để dạy về điều này và chú lực đã công bố rằng: Thông điệp số 16 ngày 1 tháng 8 năm 2020. Giêsu đau đớn vì các con gái yêu thương của cha. Con ơi, ngày giờ cha đã đến, hỡi các con yêu thương của cha, hãy nghe lời cha.
các con đừng đi đến đền thờ nữ, cha không còn ở nơi đó. Các con đi đến đó, Satan nó hiện diện ở đó, không còn đi tế lễ trên cha nữ, chỉ là tạp chất chúng đã áp dụng đủ loại và đã làm phép đọc thần chú của các loại đục thần. Các con không ăn vào thứ dơ bẩn, rồi nó đưa các con đi theo nó vào hỏa ngục. Các con đã đang trở nên chai đá, chai lì. Các con ơi, các con chỉ liên lỉ cầu nguyện tôn kính lòng thương xót của cha và nguyện kinh mân cô tôn kính dân mẹ thánh của các con thôi. Các con hãy bỏ hết thú vui đời là giả tạo, tạm bỡ ở trần gian của nó bày ra để lôi kéo các con của cha đi mất hết. Các con hãy liên lỉ cầu nguyện, dâng lên Đức Chúa Cha, việc của Đức Chúa Cha sẽ xảy đến một ngày gần đây, rất gần đây thôi. Hỡi các con cha, các mục tử chăn dắt con cái cha bị mù lòa không nhận ra sao, các con nhận bột từ đâu? Satan nó chuyển cho các con không nhìn nhận ra sao? Các con cha mù lòa, cha đã kêu nhân chứng từ lòng đất lên, nó đã nói, hãy có ơn phân định. Các con học lời cha truyền dạy trong kinh thánh khải huyền của thời cuối ra sao? Các con không chịu hiểu, các con hãy tìm hiểu, các con hãy liên lạc kỹ, một tạp chất có chuyển từ Satan về không? Là chính nó, các con có nhận ra. Hãy ngưng ngay, hãy cầu nguyện liên lỉ, ăn chay hám mình, từ bỏ hết tất cả, luôn đeo chàng hạt ở cổ và thánh giá tượng cha đã chịu đóng đinh chịu chết để cứu các con. Hỡi các con dại, hãy thực hiện như vậy, và liên lỉ đi các con, đừng đưa nó vào lòng. Các con ơi, cha đau xót cho các con, cha muốn cứu các con, hãy thực hiện ngay đi, giờ cha ta đã đến, giờ cha đã đến. Cha là Đức Chúa Giêsu Kitô, con Đức Chúa Cha hằng hiện hữu đời đời, không muốn để mất đi các con. Cha yêu thương các con ơi, cha phải làm sao để các con về nhà cha? Các con hãy thực hiện ngay lời cha dạy. Cha trên trời không chậm lại nữa, hãy thực hiện ngay những ngày còn lại, những ngày ngắn ngủi. Con hãy biết, cha là cha các con và là con nước trên nữ Maria đã yêu thương các con, vẫn cứ năn nỉ cứu các con, chuẩn bị ngay bây giờ đi, giờ Đức Chúa Cha đã đến. Cha chào các con dạy của cha. Lời tiên tri trong sách Khải Huyền 18:4-5, dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa. Đúng và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán, hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó. Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. Năm vì chương tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời, và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm. Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, ra khỏi cái thành Vatican đó. Chúng ta ra khỏi hệ thống giáo quyền tội lỗi đó, nhưng chúng ta là những người con kính yêu Thiên Chúa, chúng ta vẫn ở trong hội thánh công giáo chân chính do Chúa Giêsu đã thành lập và ở cùng cho đến tận thế mà cửa hỏa ngục không thể nào phá đổ. Và Chúa Ngực là mê dần mới của Đức Mẹ, cũng là Phêrô hay đại diện chân chính của Đức Chúa Giêsu và cũng là người công bố thánh chỉ này. Thánh chỉ của Chúa Giêsu ban cho hội thánh Việt Nam qua ngôn sứ Maria Nhung, do mưu lệ tình yêu Hồng Nhu công bố. Kính thưa Tổng Giám mục Nguyễn Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Con là Maria Phêrô Doan Phạm Văn Lực, sinh năm 1947, là tín hữu công giáo thuộc giáo xứ Xu Mơ, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Hôm nay ngày 12/3/2018. Con là Phạm Văn Lực, cũng là Maria Phêrô Doan, nô lệ tình yêu Hồng Nhu. Con xin truyền đạt thánh chỉ của Đức Chúa Giêsu đấng thành lập hội thánh công giáo ban xuống cho Hội đồng Giám mục Việt Nam bằng phương tiện email và phương tiện video như sau. Hôm nay ngày 11/3/2018, lúc 03:45. Cha là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chịu chết trên cây thánh giá để cứu chuộc các con. Cha đã gọi Tổng Giám mục Phao-rô Bùi Văn Đọc về trình diện cha. Đó là một dấu chỉ cảnh báo cho Hội Thánh Việt Nam để hôm nay cha truyền lệnh cho Hội Thánh Việt Nam các con hãy ra khỏi Vatican. Cha mong các con hãy mau mắn thi hành lời cha đã phán dạy. Khải Huyền 18:4-5, và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán, hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó. Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. Năm vì chương tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời, và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm. Giêsu Thiên Chúa, vô tình yêu, ban truyền ngày 11/3/2018. Chúng ta đã được Đức Mẹ dạy dỗ thì hãy vâng lời, ở nhà đọc kinh cầu nguyện kinh lòng Chúa thương xót, kinh máu châu báu Chúa và kinh mân côi rồi năn xưng tội thiên liêng và rước lễ thiên liêng, mà không đến nhà thờ, không liên lạc với linh mục nữa. Nếu không vâng lời thì linh hồn chúng ta sẽ bị hư mất. Chúa sắp quang lâm để xét xử loài người kêu căng tội lỗi, hãy ăn năn thống hối, ăn chay hám mình đền tội, van xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Tận thế đang đến,
Đức Mẹ đã thương yêu dạy dỗ mà kẻ nào khinh thường, không vâng lời Đức Mẹ thì cả hồn và lẫn xác sẽ phải đền tội trong hỏa ngục lửa thiêu. Phần thứ 2. Hội Thánh Chân Chính của Thiên Chúa. Tác giả Maria Ferro Gian Hồng Ngư Phạm Văn Lực, Nô Lệ Tình Yêu của Thiên Chúa. Chương 1. Thiên Chúa mặc khải cho con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Mê dần sẽ dùng quyền năng của Mẹ Thiên Chúa trao mà đem toàn thể nhân loại về với tình yêu của Thiên Hảo. Mê dần sẽ dùng tình yêu của Mẹ Thiên Chúa mà chinh phục và dẫn dắt toàn thể nhân loại vào tình yêu, vào hạnh phúc, vào hoan lạc trong đức tình yêu đã được chúc phúc. Mê dần mới sẽ dẫn nhân loại vượt qua tất cả mọi gian lao, gai góc, nguy hiểm, đói khát, chết chóc bằng quyền năng của tình yêu của nữ vương trời đất. Mê dần mới là ai? Xin thưa, là Maria Ferro Gian Hồng Ngư Phạm Văn Lực, Nô Lệ Tình Yêu của Thiên Chúa. Năm 2014, Đức Chúa Giêsu đã dạy ngôn sứ Maria vì nói lên giữa cộng đoàn cầu nguyện Vũng Tàu để giới thiệu về Chúa Ngực cho mọi người biết rằng những bài viết của Chúa Ngực trên Internet được Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đồng hành và đã làm cho nhiều người trở về với Thiên Chúa nhiều lắm. Điển hình như con đọc, vương đọc. Chúa Ngực có 3 người chống đối tuyệt đối luôn, và một trong 3 người đó là một người thuộc hàng cấp cao nhưng không biết thuộc về phía nào, và một người đàn ông trong gia đình đang làm tổn thương trái tim chú rất nhiều, nhưng chú đừng quan tâm bởi vì đó là thánh giá chú gửi. Thánh giá của con là bằng gỗ, có đính kèm một chút xíu kẽm gai. Còn thánh giá của chú Ngực thì bằng chì và quấn kẽm gai từ đầu đến cuối. Hiện nay chân chú Ngực đang bị phù, nhưng rồi chú sẽ bị đau tay và sẽ bị khó thở, thở không nổi, đến nỗi nhiều khi chú tưởng chú chết. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không dễ chết bởi đâu, Thiên Chúa sẽ không cho chú chết đâu. Bởi vì chỉ có Chúa Ngực mới có thể giúp Thiên Chúa làm những công việc của Thiên Chúa mà thôi. Chúa Ngực kết hợp với Đức Mẹ tuyệt đối luôn, con cũng phải vâng lời Chúa Ngực. Đó là nguyên văn lời Đức Chúa Giêsu dạy ngôn sứ Maria thì nói nên giữa cộng đoàn cầu nguyện Vũng Tàu để cho mọi người biết ai là người có lời Thiên Chúa và lời của Đức Mẹ. Hầu khi tới thời tới buổi, mọi người hãy nghe lời ngôn sứ của Thiên Chúa. Như Thiên Chúa đã nhiều lần phán dạy trong các thông điệp được ban tại Guatemala. Bởi vì chỉ có Chúa Ngực mới có thể giúp Thiên Chúa làm những công việc của Thiên Chúa mà thôi. Chúa Ngực kết hợp với Đức Mẹ tuyệt đối luôn, con cũng phải vâng lời Chúa Ngực. Khi hỏi về Chúa Ngực, Đức Chúa Giêsu đã trả lời ngôn sứ Maria thì rằng Chúa Ngực đến từ Đức Mẹ. Và lời Chúa mặc khải, hỡi các con nhân loại, mê dần của thời buổi mới đã xuất hiện giữa các con, một mê dần của trời mới, đất mới, đang dẫn các con nhân loại của cha vào vùng đất hứa, vào vùng đất phì nhiêu của sữa và mật ngọt, từ nơi nữ vương trời đất chảy ra. Cha ban cho các con một mê dần mới, mê dần do nữ vương trời đất tuyển chọn, vì thật đây là thời của Mẹ Thiên Chúa cứu nhân loại. Đây là thời cuối cùng mà tình yêu Thiên Chúa phải được nhân loại khát khao đón nhận từ nơi trái tim Mẹ Thiên Chúa phát ra. Xin lưu ý, mê dần của thời buổi mới đã xuất hiện giữa các con. Một mê dần của trời mới, đất mới, đang dẫn các con nhân loại của cha vào vùng đất hứa, vào vùng đất phì nhiêu của sữa và mật ngọt, từ nơi nữ vương trời đất chảy ra. Đang dẫn các con nhân loại của cha vào vùng đất hứa. Và đặc biệt là Đức Chúa Giêsu đã dùng ngôn sứ Loan Anh xác nhận Chúa Ngực chính là mê dần mới mà Đức Mẹ đã tuyển chọn. Những điều trên cho chúng ta thấy Chúa Ngực chính là mê dần mới mà Đức Mẹ đã tuyển chọn. Toàn thể nhân loại sẽ được cứu bởi dân tộc các con, một dân tộc đã được chọn làm một cùng với trái tim nhân loại, tuy nhỏ bé nhưng được cha yêu dấu mọi đàn. Từ một sự nhỏ bé, cha sẽ cho các con trở nên một trái tim vĩ đại làm cho khắp năm châu bốn để phải sửng sốt. Cha chỉ chọn nơi nào cha đổ lửa thánh thần mà nơi đó được đốt lên mạnh mẽ. Trích đoạn thông điệp, sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng, số 28. 28, và khi thế giới trông thấy vị đại diện chân chính của ta do ta nâng lên để cai trị hội thánh đau khổ này, là Pedro Romano II, Pedro người thành La Mã đệ nhị, là giáo hoàng sẽ chăm sóc đoàn trên của mình giữa nhiều cơn biến loạn đau thương, thì là lúc thành phố xây trên 7 ngọn đồi sẽ bị hủy diệt và quan án đáng sợ sẽ phán xét dân của người. Điện Vatican sẽ bị hủy diệt, bởi vì tất cả các tội phạm và các lầm lỗi của nó đã làm cho hội thánh gian dâm, đã biến hội thánh trở thành một con điếm lớn và đáng bị giết chết, bởi vì Vatican đã từ bỏ Thiên Chúa thật, là hôn phu của mình, để ôm lấy tên Ngụy Kitô, và vì thế, Vatican cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Ai là vị đại diện chân chính của Thiên Chúa do Thiên Chúa nâng lên để cai trị hội thánh đau khổ này? Xin thưa đó cũng là mê dần mới của Đức Mẹ. Lời Đức Chúa Giêsu đã xác nhận qua ngôn sứ Trinh Nguyên là Chúa đã công bố Chúa Ngực là Pedro Romano.
ngày 24 tháng 4 năm 2020, Đức Chúa Giêsu đã dậy ngôn sứ Trinh Nguyên thông báo cho Chúa Lực biết thánh chỉ của Thiên Chúa. Chúa Lực đang là người cầm đầu đoàn chiên của Thiên Chúa. Chúa Lực phải cầm đầu đoàn chiên của Thiên Chúa và dạy con cái Thiên Chúa đọc kinh sùng kính máu châu báu Đức Chúa Giêsu Kitô. Lời Đức Chúa Giêsu xác nhận qua ngôn sứ Trinh Nguyên là Đức Chúa Giêsu đã công bố chú Phạm Văn Lực, Maria Pedro Doan Hồng Mưu Phạm Văn Lực 75 tuổi là Pedro Romano II, là vị đại diện chân chính của Thiên Chúa do Thiên Chúa nâng lên để cai trị hội thánh đau khổ này. Chương 2. Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Đức Mẹ ban mệnh lệnh cho hội thánh qua ngôn sứ Maria Nguyễn Thị Nhung, mê dần mới của Đức Mẹ công bố, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017 tất cả mọi thánh lễ trên toàn thế giới đã thuộc về ma quỷ, các con hãy xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng. Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Đức Chúa Giêsu ban thánh chỉ cho Hội đồng Giám mục Việt Nam qua ngôn sứ Maria Nguyễn Thị Nhung. Đức Chúa Giêsu chuyển cho Chúa Lực là nô lệ tình yêu của Thiên Chúa soạn một văn bản là thánh chỉ Thiên Chúa chuyển cho Hội đồng Giám mục Việt Nam rút ra khỏi Vatican. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Đức Chúa Giêsu đã dạy ngôn sứ Trinh Nguyên thông báo cho Chúa Lực biết thánh chỉ của Thiên Chúa. Chúa Lực đang là người cầm đầu đoàn chiên của Thiên Chúa. Chúa Lực phải cầm đầu đoàn chiên của Thiên Chúa và dạy con cái Thiên Chúa đọc kinh sùng kính máu châu báu Đức Chúa Giêsu Kitô. Lời Đức Chúa Giêsu xác nhận qua ngôn sứ Trinh Nguyên là Đức Chúa Giêsu đã công bố chú Phạm Văn Lực, Maria Pedro Doan Hồng Mưu Phạm Văn Lực 75 tuổi là Pedro Romano II, là Pedro II, là vị đại diện chân chính của Thiên Chúa do Thiên Chúa nâng lên để cai trị hội thánh đau khổ này. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Đức Chúa Giêsu dạy hội thánh qua ngôn sứ Loan Anh, Chúa nói là cháu phải làm việc này, cháu phải gặp Chúa để Chúa can đảm Chúa đăng lên cho cả thế giới biết. Chúa nói là cha buồn con lắm, nghĩa là Chúa nói liên lạc với Chúa Lực, nhưng ngôn sứ Loan Anh không nói ngay với Chúa Lực, mà để Chúa phải nhắc nhở mấy lần thì mới nói với Chúa Lực. Mà rồi Chúa không được nói ai là ngu xuẩn, tông đồ của Chúa thì chỉ là giao giảng thôi, mà Chúa và Đức Mẹ cũng khen Chúa là tông đồ của Chúa. Mà can đảm, dám tử đạo, còn hơn là giáo hoàng Benedicto XVI và các mục tử của cha. Ngày 1 tháng 6 năm 2020, Đức Chúa Giêsu dạy hội thánh qua ngôn sứ Loan Anh, Chúa Lực là mê dần mới của Đức Mẹ. Chương 3. Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Đức Chúa Giêsu dạy Chúa Lực trong tư cách Phêrô hay công bố ba tín điều về Đức Mẹ. Mẹ Maria là đấng đồng công cứu chuộc. Mẹ Maria là đấng trung gian mọi ơn sủng. Mẹ Maria là đấng bảo trợ mọi tín hữu. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, Đức Chúa Giêsu dạy thêm vào kinh cầu Đức Bà sau câu Thức Mẹ Hội Thánh là những câu: Thức Mẹ là mẹ của thiên thần và là mẹ của loài người. Thức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Thức Mẹ là đấng trung gian mọi ơn sủng. Thức Mẹ là đấng bảo trợ mọi tín hữu. Ngày 9 tháng 9 năm 2022, Đức Chúa Giêsu dạy công bố, ngày 14 tháng 9 hàng năm là ngày lễ khải hoàn của hai trái tim yêu thương. Và Chúa dạy hội thánh hàng ngày hãy cầu nguyện kinh sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô và kinh Đức Bà các dân tộc. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Đức Mẹ Mạc Khải đã ứng nghiệm điều Mẹ đã tiên báo trong thần lưu huyền niệm, lời Mẹ nhắn nhủ số 36, Chúa đã để lòng sùng hiếu tế nhị của tín hiếu diễn dịch các ân sùng ấy từ phẩm chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Có nhiều vị tiến sĩ đã được ơn so sánh và Mạc Khải đặc biệt về vô số những đặc ân Chúa đã ưu đãi Mẹ. Con trí thánh của Mẹ đã muốn phát giác những mầu nhiệm kỳ bí này vào lúc thuận lợi nhất cho hội thánh, chứ không cần phải nhờ gì đến lý trí và tri thức con người khám phá. Nghĩa là Đức Mẹ đã ban cho mây dần mới của Mẹ hiểu được Thiên Chúa đã dạy hội thánh về những tín điều về Đức Mẹ đã được dạy và đã chép trong sách vở là Kinh Thánh và Mạc Khải Thần Đô huyền nhiệm. Như lời Đức Mẹ đã phán dạy, hãy nói với các nhà thần học là những điều về tín điều này có thể tìm thấy trong sách vở. Mẹ không đem giáo huấn mới, bây giờ Mẹ đem lại tư tưởng trước đây thôi. Đức Mẹ dạy ngày 4 tháng 4 năm 1954. Ngày 26 tháng 9 năm 2022, lúc 03:45, Đức Chúa Giêsu dạy sửa lại câu trong kinh lòng Chúa thương xót, xin cha thương xót tha tội cho chúng con và toàn thế giới. Ngày 16 tháng 10 năm 2022, lúc 03:30, Đức Chúa Giêsu ban thánh chỉ, bị bỏ bàn thờ thổ tiên và không được dùng hương nhang bái lạy tạo vật. Nhang hương thuộc về ma quỷ, hãy hủy bỏ lưu hương ở các nơi thánh, không dùng nhang hương trong phụng vụ. Và không được đặt tượng ảnh các thiên thần hay các thánh lên bàn thờ và trong nhà thờ của Thiên Chúa. Không được lập đền kính các thánh để xin khấn. Ý thức thân phận tội nhân mà biết nhờ các thánh cầu bầu là có tâm tình khiêm nhường.
Nhờ các thánh cầu bầu xin Thiên Chúa ban ơn theo ý nguyện thì luôn luôn phải cầu nguyện như thế ở khắp mọi nơi, chứ không cần phải lập đền kính các thánh để xin khấn, như thể là đền thờ của các thánh. Chỉ kính các thánh chứ không thờ, chỉ kính yêu sùng kính thờ lạy ba ngôi Thiên Chúa và kính yêu sùng kính thờ lạy mẹ Thiên Chúa mà thôi. Hãy hủy bỏ đền khấn các thánh, hãy chuyển thành nhà cầu nguyện thờ lạy Thiên Chúa. Thích Ca là người phàm nhưng Phật giáo họ biết tôn kính Phật của họ hơn các giám mục biết tôn kính Thiên Chúa tình yêu toàn năng ngàn trùng uy linh cao cả của mình. Họ không cho phép làm bàn thờ tổ tiên ông bà cha mẹ là con người, cùng hướng với bàn thờ Phật, vì khi họ lạy Phật thì lạy cả ông bà. Họ không cho phép con người ngang hàng với Phật. Tại sao các giám mục không biết tôn kính Thiên Chúa của mình? Phải chăng chỉ vì không yêu? Yêu là kính, không kính là không yêu. Không yêu thì mù quáng. Mù quáng mới cho làm bàn thờ tổ tiên để thờ quỷ. Mù quáng thầm tệ hơn vì đã cho phép làm bàn thờ tổ tiên cùng hướng và bên dưới bàn thờ Thiên Chúa một tí. Nhìn vào như là Thiên Chúa với con người xa hỏa ngục thành quỷ thờ chung một bàn thờ. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, Đức Chúa Giêsu vua của lòng thương xót và công lý dạy lời cầu nguyện ngắn: lạy Đức Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Gioakim và Thánh Anna, chúng con kính yêu Chúa, kính yêu Đức Mẹ, kính yêu các thánh. Xin thương cứu hết thảy các linh hồn, cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Đức Chúa Giêsu dạy đọc kinh kính mừng như sau: kính mừng Đức bà Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Ngày 8 tháng 12 năm 2022, lúc 12 giờ. Đức Chúa Giêsu ban thánh chỉ thi hành mệnh lệnh Fatima thứ hai để cứu rỗi những người tội lỗi. Thiên Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria trên toàn thế giới. Nghĩa là Hội Thánh đã tôn sùng kính yêu trái tim Đức Chúa Giêsu như thế nào thì hãy tôn sùng kính yêu trái tim Đức Mẹ y như vậy. Đây cũng là điều trong bữa tiệc nghi Đức Chúa Giêsu muốn nói mà các tông đồ không hiểu nổi. Và Chúa đã dặn dò và đã hứa, y 16:12-13:12, ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ các ngươi không mang nổi. 13, xong khi nào Ngài đến, vì là thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật, vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến. Đức Mẹ hiện ra là thần khí sự thật đã quang lâm, đã đưa Hội Thánh vào tất cả sự thật. Tất cả sự thật là chân lý toàn diện, là sự thật toàn đức, là thi hành mệnh lệnh Fatima thứ hai để cứu rỗi những người tội lỗi. Thiên Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria trên toàn thế giới. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Đức Chúa Giêsu dạy phổ biến ảnh Đức Bà các dân tộc và đọc kinh Đức Bà các dân tộc sau kinh Đức Chúa Thánh Thần và đọc lời nguyện dân ý chỉ trước khi đọc chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Lời nguyện dân ý chỉ khi đọc chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Kinh nguyện mở thầu: nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lời nguyện dân ý chỉ cầu nguyện cho chuỗi kinh Mân Côi này. Lời nguyện: con xin hợp dân cùng với các thiên thần, các thánh trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời nguyện đã qua hay trong tương lai, tất cả những nước mắt, niềm vui, hy sinh và đau khổ của mọi linh hồn đã sống, đang sống và sẽ sinh ra. Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của mẹ Maria dưới chân thánh giá và dâng lên Đức Chúa Giêsu toàn thể thụ tạo để cầu cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự thánh hóa các linh mục và tu sĩ, ước muốn của hai thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ, hòa bình trên thế giới và cho ý chỉ của con kể ra. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mọi người nhận biết và thi hành những thông điệp của Chúa mới ban. Chúng con tạ ơn Chúa. Con dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mọi người, xin con cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng con biết ăn năn thống hối tội lỗi và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin dâng sa tăng cho lòng thương xót của Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con là Thiên Chúa, đấng ngự ở trên trời và đang ở cùng chúng con. Chúng con nguyện danh Cha được cả sáng, nước Cha trị đến, xin ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh lạy Cha này Đức Mẹ đã dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Thomas Nguyễn Thanh Việt, xin mọi người hãy đọc.
kinh kính mừng. Kính mừng Đức Bà Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, có phúc lạ hơn mọi người nữ và Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ngày 21 tháng 2 năm 2023 lúc 02 giờ 10 Đức Chúa Giêsu dạy Phêrô hai công bố bầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Ngày 5 tháng 3 năm 2023 lúc 15 giờ Đức Chúa Giêsu làm phép lạ trên 60 bức ảnh lòng Chúa thương xót mà Chúa đã làm phép lạ 6 bông lúa mạch hiển thị trên bàn thờ trong gia đình ông bà Khiêm Lộc thuộc giáo xứ Cửa Lò, giáo phận Vinh. Ngày Chúa làm phép lạ lần thứ 3 tại nhà Chúa Maria Phêrô Gioan Hồng Ngư nô lệ tình yêu của Thiên Chúa. Sự kiện phép Chúa ban là vòng hào quang màu hồng trên đầu Chúa và màu hồng trên biển luồng ánh sáng trắng từ cạnh mương long Chúa. Ý nghĩa phép lạ, màu hồng là màu tình yêu, hồng pha sắc tím mang ý nghĩa tình yêu thống hối, tình yêu đau khổ. Thánh ý Thiên Chúa muốn dạy mọi người trên thế giới hãy vì kính yêu Thiên Chúa mà ăn năn thống hối tội lỗi, xin Chúa thương xót tha thứ rất nhiều tội lỗi cho chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Ngày 9 tháng 3 năm 2023 Thiên Chúa truyền lệnh cho Phêrô hai công bố phép lạ Chúa khóc trên ảnh phép lạ 6 bông lúa mạch được Chúa ban lúc 15 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2016 tại đồi Canve giáo xứ Cửa Lò, giáo phận Vinh. Ngày 16 tháng 4 năm 2023 Đức Chúa Giêsu truyền cho Phêrô y công bố ngày toàn thể thế giới tận hiến cho Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu và Thánh Tâm Đức Mẹ Maria. Nhân dịp này, cha muốn ngỏ cùng giáo hoàng người đang thay cha mà dẫn dắt đàn chiên của cha trên trần gian. Cha muốn rằng, hãy thực hiện và phát động mạnh mẽ phong trào đoàn trẻ thơ, đạo binh hồn nhỏ ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tận hiến tất cả nhân loại cho tình yêu Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Tất cả nhân loại tận hiến cho tình yêu Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là nhân loại đã chắc chắn được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Còn lại những người chưa tận hiến vẫn cứng lòng. Cha sẽ dùng những hy sinh, hãm mình, cầu nguyện của cả nhân loại mà cứu nó. Cha nhắc lại, cha muốn có một ngày cả nhân loại tận hiến cho tình yêu của hai trái tim Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Đó là ngày mở đầu cho kỷ nguyên tình yêu ngự trị trong nhân loại. Vâng lạy Chúa, con xin công bố, đó là ngày 16 tháng 4 năm 2023. Ngày 26 tháng 4 năm 2023 Thánh chỉ của Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh do Phêrô hai công bố lúc 3 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 4 năm 2023 Đức Chúa Giêsu ban Thánh chỉ cho Phêrô hai công bố hủy bỏ bản dịch Kinh Thánh đã bị sửa chữa lầm lạc của nhóm các giờ kinh phụng vụ mà giáo quyền đang bán cho giáo dân. Trong Hội Thánh chân chính của Thiên Chúa chỉ sử dụng bản dịch Kinh Thánh của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhưng loại bỏ sách Diệu Ca. Đồng thời lên án là tà đạo cái gọi là ơn nói tiếng lạ trong sách 1:1.14 và hủy bỏ câu 2:11.2, đồng thời lên án phong trào canh tân đặc sủng thánh linh là tà đạo. Ngày 1 tháng 5 năm 2023 Đức Chúa Thánh Thần truyền cho Phêrô hai công bố Đức Chúa Giêsu sinh nhật đêm 24 tháng 12 năm 132. Chịu khổ hình đóng đinh trên cây thập giá tử nạn ngày 9 tháng 4 năm 165. Đức Mẹ sinh ngày 29 tháng 9 năm 111, Đức Mẹ từ trần và được Thiên Chúa rước cả linh hồn và xác về thiên đàng ngày 2 tháng 7 năm 181. Chương 4. Đức Chúa Giêsu dạy các con hãy nhớ rằng Mẹ Thánh Cha là Mẹ Hội Thánh và cũng là Mẹ Thánh của các con. Trong Mạc Khải Thần Đưa huyền nhiệm lời Mẹ huấn dụ số 36 Đức Mẹ dạy. Lời Mẹ nhắn nhủ: Con của Mẹ, con thắc mắc tự hỏi không biết một nhà thông thái biết những bí mật đời Mẹ có giá trị hơn không? Không đâu, con, như vậy, người ta có thể gắn công trình đó cho trí thức của ông ta. Mẹ thấy rằng, con là tù tạo nhỏ bé nhất, vô ích nhất, nhưng con nên biết rằng, uy tín của cuốn truyện con viết đây, không từ ở dụng cụ viết nó, nhưng ở đấng tác giả là chính chân lý tối cao. Nên ai không tin những điều con viết, sẽ không phạm gì tới con, nhưng là phạm đến mẹ, vì họ hoài nghi lời mẹ dạy. Con cũng còn tự hỏi, không biết những bầu nhiệm cao cả con viết ra đây có khỏi khó tin không? Những ai có một ý niệm xác đáng về thân thế mẹ sẽ chẳng thấy khó tin gì, họ sẽ khám phá ra mối liên quan giữa các hồng ân, con thuật lại đó, với phẩm chức mẹ Thiên Chúa mà các hồng ân ấy đi kèm. Nếu Thiên Chúa từng đãi ngộ quảng đại với nhiều vị thánh, người còn đãi ngộ mẹ đặc biệt hơn, có lạ gì đâu. Phẩm chức mẹ Thiên Chúa thuộc một trật tự cao vượt trên hết mọi phẩm chức có thể tưởng tượng, nên người vì mẹ mà làm tất cả những gì thuộc quyền toàn năng người, và tùy ở khả năng mẹ có thể lĩnh nhận được. Vì thế nên người mới chồng chất trên mẹ hết ân sủng này đến ân sủng khác, càng thấy linh hồn mẹ không có chướng ngại nào với ơn người ban, người càng ban thêm.
Chúa đã để lòng sùng hữu tế nhị của tín hữu diễn dịch các ân sủng ấy từ phẩm chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Có nhiều vị tiến sĩ đã được ơn soi sáng và mặc khải đặc biệt về vô số những đặc ân Chúa đã lưu đãi mẹ. Con chí thánh của mẹ đã muốn phát giác những bầu nhiệm kỳ bí này vào lúc thuận lợi nhất cho hội thánh, chứ không cần phải nhờ gì đến lý trí và trí thức con người khám phá. Lời huấn dụ thực hành rút ra cho con từ những xin điện này là con phải tham dự vào niềm tri ân và các lễ kỷ niệm mẹ mừng, nhất là kỷ niệm ơn vô nhiễm thai của mẹ và ơn nhập thể. Nơi theo vương mẹ, con cũng phải hết sức nhiệt liệt tạ ơn Chúa ngày kỷ niệm sinh nhật của con. Mẹ muốn con phải cố gắng tập cho kỷ niệm một nhân đức khiêm nhường và một đức trong sạch như thiên thần. Nhờ hai đức này, Chúa mới thỏa giả vì việc cảm tạ của con. Chúa đã để lòng sùng hữu tế nhị của tín hữu diễn dịch các ân sủng ấy từ phẩm chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Có nhiều vị tiến sĩ đã được ơn soi sáng và mặc khải đặc biệt về vô số những đặc ân Chúa đã lưu đãi mẹ. Con chí thánh của mẹ đã muốn phát giác những bầu nhiệm kỳ bí này vào lúc thuận lợi nhất cho hội thánh, chứ không cần phải nhờ gì đến lý trí và trí thức con người khám phá. Nghĩa là con chí thánh của mẹ đã muốn phát giác những bầu nhiệm kỳ bí này vào lúc thuận lợi nhất cho hội thánh. Vào lúc thuận lợi nhất cho hội thánh, nghĩa là vào lúc này đây, ngày 21 tháng 2 năm 2023 lúc 02 giờ 10 Đức Chúa Giêsu dạy Phêrô y công bố mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Nghĩa là công bố mầu nhiệm Đức Mẹ chính là Đức Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Ngày là đấng quan phòng và thanh hóa. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu dạy Phêrô hai công bố ba tín điều về Đức Mẹ sau khi mệnh lệnh của Thiên Chúa ban ra từ Đức Mẹ trong cuộc hiện ra ở Amsterdam, Hà Lan từ năm 1945 đến 1959 đã không được các giáo hoàng thi hành Pio 12, Gioan 23, Phaolô 6, Gioan Phaolô 1, Gioan Phaolô 2, Benedicto 16 và Francisco là 7 vị giáo hoàng nhưng không có vị nào thi hành cả. Mặc dù Đức Mẹ cũng đã dạy rõ rằng hãy nói với các nhà thần học là những điều về tín điều này có thể tìm thấy trong sách vở. Mẹ không đem giáo huấn mới, bây giờ mẹ đem lại tư tưởng trước đây thôi. Đức Mẹ dạy ngày 4 tháng 4 năm 1954. Nghĩa là trong sách vở thần đưa huyền nhiệm và trong kinh thánh Thiên Chúa đã dạy phải công bố ba tín điều về Đức Mẹ. Mẹ Maria là đấng đồng công cứu chuộc. Mẹ Maria là đấng trung gian mọi ơn sủng. Mẹ Maria là đấng bảo trợ mọi tín hữu. Nhưng Vatican không hiểu và không thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho mê dần của Đức Mẹ hiểu và Đức Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho Phêrô hai công bố ba tín điều này. Thế là chúng ta đã nhìn thấy tất cả những lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu và của Đức Mẹ đều đã ứng nghiệm trên mê dần mới mà Đức Mẹ đã tuyển chọn. Chúng con sắp mình chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn Mẹ Thiên Chúa. Vâng. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Haarlem, Amsterdam, nước Hà Lan từ năm 1945 năm 1959, Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh đã ban truyền mệnh lệnh của Thiên Chúa cho Hội Thánh là hãy công bố những tín điều. Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Đức Mẹ là đấng trung gian mọi ân sủng. Đức Mẹ là đấng bảo trợ mọi tín hữu. Confidentis, Mediatrix and Advocate. Và việc Đức Mẹ hiện ra ở Amsterdam đã được giáo quyền công nhận ngày 31 tháng 5 năm 2002 sau 57 năm điều tra. Ngày 31 tháng 5 năm 2002, giám mục sở tại của giáo phận Haarlem Amsterdam là Đức giám mục Joseph Marius Pan đã xác nhận tính đích thực của những lần hiển linh của Đức Bà của mọi quốc gia, duyệt xét và căn cứ vào những đề nghị, chứng tá và diễn biến này và cầu nguyện. Cân nhắc và suy vấn thần học tất cả các sự kiện, tôi đã đi đến kết luận rằng những lần hiển linh của Đức Bà của mọi quốc gia ở Amsterdam có nguồn gốc siêu nhiên. Tôi xác tín rằng, Đức Bà của mọi quốc gia có thể phù hộ, hướng dẫn chúng ta đi đúng đường trong thời điểm hiểm nghèo này, một con đường mới đặc biệt tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ngài là đấng duy nhất có thể hàn gắn các vết thương to lớn của thời đại chúng ta. Thánh Thiên Chúa muốn cứu vớt thế gian qua trung gian của Mẹ Thiên Chúa Mẹ Hội Thánh. Mọi quốc gia nếu muốn được cứu khỏi mọi thảm họa phần hồn cũng như phần xác phải kêu cầu Đức Bà của mọi quốc gia. Đức Mẹ đã dạy chúng ta rằng hàng ngày hãy đọc Kinh Đức Bà các dân tộc. Kinh Đức Bà các dân tộc. Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, con của Đức Chúa Cha. Giờ đây xin sai thần khí của Chúa xuống trên địa cầu. Xin hãy để Đức Chúa Thánh Thần cư ngụ trong các con tin của tất cả các dân tộc để họ được che chở khỏi sự suy tàn, tai họa và chiến tranh. Xin Đức Bà các dân tộc, Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, hãy là nữ trạng sư của chúng con. Amen. Giáo quyền Vatican đã công nhận mặc khải Đức Bà của mọi quốc gia, nhưng các ngài giáo tông đã không thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa, đã không công bố những tín điều đó. Mẹ Maria là đấng đồng công cứu chuộc,
là đấng trung gian mọi ân sủng và là đấng bảo trợ cho mọi tín hữu. Mặc dù tại Amsterdam nước mẹ đã dạy rõ việc công bố này là thánh ý của Thiên Chúa và phải thi hành ngay, nhưng các vị giáo tông đều đã coi thường lời nước mẹ và không thi hành thánh chỉ của Thiên Chúa. Đến khi Francisco lên làm giáo hoàng của quỷ thì ông ta nói rằng nước mẹ đồng công cứu chuộc là một điều ngớ ngẩn. Mặc dù thánh chỉ của Thiên Chúa đã được vị ngôn sứ của Thiên Chúa là mẹ Thiên Chúa, là mẹ hội thánh của mình, đem xuống từ thiên đàng. Rồi nước mẹ cũng đã dạy rõ rằng, hãy nói với các nhà thần học là những điều về tín điều này có thể tìm thấy trong sách vở. Mẹ không đem giáo huấn mới, bây giờ mẹ đem lại tư tưởng trước đây thôi. Nước mẹ dạy ngày 4 tháng 4 năm 1954. Phần thứ 3. Đây là tiếng nói của hội thánh đau khổ. Mặc khải quan trọng. Mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu mặc khải. Cha đem tình yêu Thiên Chúa mà thổ lộ cùng nhân loại. Mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa vô cùng cao cả và kín miệng. Không một ai trong nhân loại thấu hiểu khi cha chẳng mặc khải cho. Đã từ bao thế kỷ nay, chưa có ai đã được diễn phúc soi sáng, dạy dỗ để hiểu biết về mầu nhiệm ba ngôi. Hôm nay, cha dạy con về mầu nhiệm ấy. Việc mặc khải này không phải để nhân loại thấu hiểu, song là để nhân loại hiểu rõ tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa đã yêu nhân loại thế nào. Đây là mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, cha tỏ cho nhân loại. Từ thuở đời đời chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, song với tình yêu vô cùng đối với nhân loại, Thiên Chúa đặt ngôi vị cho mình. Ngài tự ví mình như một thụ tạo, và muốn bằng thụ tạo để tỏ lộ tình yêu. Với quyền phép của một Thiên Chúa, Ngài mặc lấy cho Ngài địa vị là con Thiên Chúa. Đó là ngôi hai, ngôi hai và ngôi cha cũng là một Thiên Chúa trong một bản tính và một uy quyền như nhau. Nhưng trong ngôi con nhập thể và đã mặc bản tính loài người, nên với bản tính loài người ấy, ngôi con chỉ làm đúng bổn phận của mình cũng như sự hiểu biết mà ngôi cha cho phép. Như vậy, ngôi con đã giữ đúng cương vị là con Thiên Chúa. Con chẳng bằng cha mà chỉ làm theo những gì cha dạy dỗ. Linh hồn nhân loại được tạo dựng nên chính ở ngôi con. Khi nghĩ đến nhân loại để tác tạo, ngôi cha yêu dấu loài người như chính mình người. Yêu như yêu chính người, nên Ngài đã nghĩ đến ngôi hai. Nhân loại được sinh ra, nên mới có ngôi hai Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, ngôi hai xuống trần, chính thức mặc lấy thân phận hèn hạ loài người, để từ ngôi hai, linh hồn nhân loại được nâng lên, tẩy rửa trong máu trâu báu người. Như vậy, nếu linh hồn nhân loại là hình ảnh của Thiên Chúa ngôi hai, hay là chính Thiên Chúa ngôi hai trong linh hồn ấy? Ngôi cha và ngôi con là một, nên tình yêu giấu giữa cha con thắm thiết vô cùng. Tình yêu ấy không thể diễn tả bằng lời. Ngôi cha yêu mình thế nào thì cũng yêu ngôi con như vậy. Hơn thế nữa, người yêu ngôi con hơn chính mình Ngài, bởi con chính là linh hồn nhân loại, mà cũng chính là người. Tình yêu ấy phát xuất ngôi ba, để từ ngôi hai và ngôi ba, nhân loại thấu rõ tình yêu Thiên Chúa. Ngôi ba là tình yêu giữa ngôi cha và ngôi con. Nếu ngôi con là một thể hiện hữu tình yêu của ngôi cha với nhân loại, thì ngôi ba chính là tình yêu ấy. Vì vậy, khi nói rằng linh hồn nhân loại cao trọng bằng chính Thiên Chúa không phải là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngôi cha khi nghĩ đến nhân loại là người đã nghĩ đến ngôi con. Vậy ngôi con và nhân loại được nghĩ đến cùng một lúc trong ngôi cha. Người đã yêu linh hồn nhân loại và ngôi con như chính nhau. Bởi người biết nhân loại thì luôn nhớ lầm, phải chính ngôi hai Thiên Chúa mới cứu chuộc được nhân loại. Mà ngôi hai cũng chính là Thiên Chúa. Vậy mỗi linh hồn nhân loại là chính tình yêu của Thiên Chúa ngôi cha. Ngôi con được sinh ra để thể hiện tình yêu ấy. Ngôi ba là chính tình yêu ấy. Sự thể hiện tình yêu và tình yêu là một, nghĩa là ngôi hai và ngôi ba là một. Như vậy ngôi ba Thiên Chúa cũng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm tình yêu cao cả của Thiên Chúa yêu dấu loài người. Thế nhiên, trong ngày Quang Lâm, không phải Thiên Chúa đã dùng nhân loại để vinh quang của người được tỏ hiện, song là để tôn vinh ngôi con, cho ngôi con mặc lấy vinh quang của cha. Và nhờ đấy, mỗi linh hồn nhân loại được mặc lấy vinh quang của Thiên Chúa. Đó là bí nhiệm tình yêu của Thiên Chúa khi tác tạo nhân loại trong tình yêu của người. Tình yêu ấy từ bao thế kỷ qua, nhân loại không thấu hiểu nên đã chối bỏ. Nhân loại đã phản bội tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thấu rõ những yếu hèn của loài người, bởi chúng chính là hư vô được tạo dựng trong tình yêu. Thiên Chúa lại yêu dấu loài người đến mỗi người cho mọi người được tự do để tìm kiếm hạnh phúc như người đã ban cho. Sự tự do ấy đã đem loài người xa dần tình yêu của người, để rồi trong thời buổi cuối cùng này, nhân loại hầu hết đã mất hẳn những nhận thức về Thiên Chúa trong cuộc sống họ. Đó cũng là ý định của Thiên Chúa để đưa loài người về cùng tình yêu.
Ngài sẽ phá nát những gì tạo thành do ý muốn của loài người, để chính người xây lại trong tình yêu người. Từ con người đến vạn vật, cây cỏ cho đến muôn thú đều được tình yêu là ngôi ba Thiên Chúa sửa lại, uốn nắn lại, tẩy rửa hết những tiểu ố xấu xa, để chính thức nhân loại bước vào tình yêu Thiên Chúa, bước vào vườn địa đàng mới, không phải là vườn mà Adam Eva đã làm cho ô nhiễm, mà là vườn địa đàng do Thiên Chúa tái lập để đem dân người vào. Hầu tình yêu Thiên Chúa được đáp đền. Đáp đền nghĩa là tình yêu lại trở về cùng tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa là nhân loại sẽ lại được sống trong chính tình yêu mà Ngài đã tạo dựng. Sau ngày quang lâm, nhân loại hoàn toàn thuộc hẳn về Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài lại trở về cùng Ngài. Lúc đó nuôi con không còn nữa, vì nuôi con chính là hiện thân của nhân loại. Nhân loại đã trở về cùng nuôi cha trong tình yêu, thì nuôi con ấy được nuôi cha bái bỏ để ba nuôi chỉ còn hiệp nhất trong một Thiên Chúa duy nhất với nhân loại duy nhất là tình yêu của Ngài. Cha là Thiên Chúa tình yêu, còn nuôi ba thì sao? Ba nuôi Thiên Chúa là một, mầu nhiệm ba nuôi Thiên Chúa chỉ có khi Thiên Chúa nghĩ đến và tạo dựng nhân loại. Nhân loại đã trở về cùng Thiên Chúa, tình yêu Thiên Chúa đã trở về cùng Thiên Chúa, nên nuôi ba cũng hiệp nhất trong một Thiên Chúa duy nhất trong nhân loại. Như vậy chỉ còn duy nhất một Thiên Chúa cai trị dân người. Thiên Chúa sống trong hạnh phúc của người, trong trái tim và linh hồn nhân loại. Trong trời mới đất mới, chỉ còn một Thiên Chúa, và tất cả là loài người, hay nói đúng hơn, tất cả nhân loại chỉ tôn thờ, yêu mến một Thiên Chúa duy nhất. Trong tim lòng mọi người không còn một tình yêu nào khác, ngoài tình yêu hoan lạc, hạnh phúc của Thiên Chúa. Trong vườn địa đàng ấy, chính mẹ Thánh Cha sẽ là người cai trị dân cha. Nhờ mẹ, nhân loại đã được cứu chuộc, thì trong vinh quang Thiên Chúa, mẹ sẽ được tôn vinh là nữ vương trời đất. Tình yêu của Thiên Chúa đến với nhân loại nhờ mẹ, khắp thiên hạ sẽ tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng mẹ đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ trao cho mẹ uy quyền tuyệt đối của Ngài, để mẹ dẫn dắt dân Chúa đi trong tình yêu của người. Cha là Thiên Chúa tình yêu, vậy khi cha tỏ lộ trái tim cha cho nhân loại, để nhân loại tôn thờ, thì trong vườn địa đàng, nhân loại còn tôn thờ trái tim cha nữa không, khi không còn ngôi hai Thiên Chúa. Trái tim cha là biểu hiện tình yêu của Chúa Cha. Khi cha tỏ lộ trái tim cha cho nhân loại để nhân loại tôn thờ là cha đã muốn nhân loại nhận thật tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, tôn thờ yêu mến trái tim cha là nhân loại đã tôn thờ yêu mến Thiên Chúa. Từ sự yêu mến ấy, tình yêu Thiên Chúa sẽ tôn đổ cho nhân loại, và ba ngôi không phải là không còn ngôi hai Thiên Chúa, song ngôi hai lại trở về để cùng hiệp nhất trong bốn Thiên Chúa. Do vậy, ngôi hai Thiên Chúa vẫn còn sống mãi trong tim lòng nhân loại. Thiên Chúa có ba ngôi và ba ngôi cũng là một Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả của tình yêu Thiên Chúa với nhân loại. Thế nhiên, khi tỏ rõ mầu nhiệm về ba ngôi Thiên Chúa cho nhân loại là cha muốn nhân loại thấu hiểu tình cha yêu dấu họ thế nào. Thiên Chúa cha đã bỏ cả ngôi vị Thiên Chúa để mặc lấy xác phàm trong địa vị làm con Thiên Chúa cho hợp với loài hèn. Ngài bỏ cả địa vị cao sang và uy quyền tuyệt đối của một chủ thể muôn loài để hạ mình làm một hài nhi trong cung lòng một thụ tạo, sống như một thụ tạo, hơn thế nữa, đời sống lại thấp hèn bên cạnh thân mẫu và cha nuôi. Người sống đúng căn bậc của một con trẻ bình thường với đời sống nghèo khổ. Ra giảng đạo, người chịu mọi đau khổ, gian truân, khinh bỉ, thù hằn, đố kỵ, ghét ghen, không một lời oán trách. Ngài vẫn làm tròn sứ mệnh cứu chuộc nhân loại, bởi Ngài biết nhân loại chẳng thể được cứu rỗi nếu Ngài chẳng dùng chính sinh mạng mình mà cứu chuộc. Không gì có thể tẩy rửa tội lỗi nhân loại nếu máu Ngài chẳng đổ ra. Cái chết đau thương và máu châu báu ấy chính là chứng tích của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Chứng tích ấy còn đó, hàng ngày trên các bàn thờ, thật giá còn là một ấn tích của Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Hãy im lặng, để cha thoát qua cơn xúc động trong tim cha vì yêu dấu các con. Hãy kết hiệp cùng trái tim cha, để con thấu rõ tình cha yêu dấu nhân loại thế nào. Hãy im lặng mà đón nhận tình yêu chiếm ngự, con chưa thể chết được, mà con chỉ chết nhất trong ái ân hoan lạc của cha. Đó là hạnh phúc vô nguyên mà chỉ những người sống trong tình yêu cha mới hưởng được hạnh phúc đó đang tuôn đổ cho hết mọi người trong nhân loại. Nhưng đã mấy ai muốn mở trái tim để hứng lấy hạnh phúc ấy, hoan lạc ấy, ân ái diễn tuyệt ấy. Cha là cả vũ trụ tình yêu của nhân loại. Cha thương con biết bao vì sức yếu hèn của con. Cha luôn nâng niu sự yếu hèn ấy, để nó không chết đi trong tình yêu mãnh liệt của cha. Khát khao tình yêu cha là con đã chọn cho con một hạnh phúc đời đời, một cuộc sống viên mãn trong tình yêu, một khoái lạc trong ái ân tuyệt vời. Đó là sự sống thật của con trong trái tim cha. Đó mới là hạnh phúc mà mọi người phải tìm kiếm, phải khát khao. Cha đã và đang giúp đi hạnh phúc trần gian để thay vào đó cha đem tình yêu của trái tim cha mà giúp đổ cho nhân loại, hầu tất cả nhân loại được biết ước ao một hạnh phúc trường sinh.
Hạnh phúc của cha là chính khi cha được rút đổ hết tình yêu trong trái tim cha cho nhân loại. Đó là tình yêu cha ban cho nhân loại. Đó là vinh quang Thiên Chúa mặc cho tình yêu của Ngài là nhân loại. Thiên Chúa cha tôn vinh Chúa Con là Ngài muốn mặc vinh quang của Ngài cho Chúa Con. Nhân loại nhận thật Chúa Con là tình yêu của Chúa Cha ban cho nhân loại. Vậy khi mặc vinh quang của cha cho con, là chính Chúa Cha đã đem vinh quang của người mà mặc cho mỗi linh hồn nhân loại, để tất cả nhân loại đều được hưởng vinh quang ấy trong tình yêu của Ngài là Chúa Con. Sau ngày quang lâm, ba người đã hiệp nhất nên một trong Chúa Cha. Như vậy nhân loại không còn dùng của ăn thiên nhiên là mình và máu châu báu cha trong phép thánh thể mầu nhiệm nữa sao? Phép thánh thể mầu nhiệm vẫn là một bí tích tình yêu cao quý trên hết mọi tình yêu. Đó là sự kết hiệp mật thiết nhất giữa tình yêu Thiên Chúa, để Thiên Chúa và Thủ Tạo nên một trong ái ân mặn nồng. Bí tích thánh thể nhiệm mầu cũng là một chứng tích tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại, để nhắc cho nhân loại luôn nhớ rằng Thiên Chúa đã yêu dấu nhân loại đến nỗi đã chết vì tình yêu ấy, và cũng vì tình yêu dấu vô biên ấy, Ngài đã đem chính máu thịt Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn nhân loại. Tình yêu ấy đã đem nhân loại vào vinh quang của Ngài. Giờ đây, hãy trở lại mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa có ba ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Ngôi Cha vì yêu dấu nhân loại quá đỗi, nên đã tự mặc cho mình một ngôi vị khác để tỏ tình yêu ấy. Đó là Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa được tạo thành trong ngôi Cha cùng một lúc với sự tác tạo loài người, để ngôi Con và loài người nên một trong tình yêu ngôi Cha. Ngôi Con là hình ảnh của ngôi Cha. Loài người cũng là hình ảnh của ngôi Cha, hay cả hai là tình yêu của ngôi Cha tác thành. Cha và Con lại là một Thiên Chúa, cũng chính là Thiên Chúa. Ngôi Ba được tạo thành giữa Cha và Con. Đó là tình yêu của Cha yêu Con và Con đáp lại tình yêu Cha. Sự yêu dấu vô cùng giữa Cha và Con đó chính là ngôi Ba Thiên Chúa. Ngôi Ba Thiên Chúa đang ở cùng nhân loại. Người cũng là Thiên Chúa. Người đang xâm nhập trong hết thảy mọi tim lòng nhân loại. Người đang hoạt động mạnh mẽ trong nhân loại để mọi người nhận biết Thiên Chúa. Tình yêu làm được tất cả. Người là tình yêu của Thiên Chúa. Người sẽ tái sinh tất cả mọi linh hồn nhân loại trong người. Người là sức mạnh, là bình an, là hạnh phúc, hoan lạc, là sự khôn ngoan, là ánh sáng, là sự thật ân ái diễn tuyệt của mỗi linh hồn nhân loại. Ngài là tất cả, bởi Ngài là tình yêu chính là Thiên Chúa. Cha muốn nhân loại tôn thờ Ngài, mời gọi Ngài để Ngài làm chủ linh hồn nhân loại. Cha muốn nhân loại phải biết đến Ngài, ngôi Ba Thiên Chúa cũng là tình yêu Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Không có Ngài mọi sự đều trở về hư vô, lầm lạc, chết chóc, đau khổ, ghen ghét, hận thù, đố kỵ, chia rẽ. Nhân loại ngày nay đang ngục lằn trong chiến tranh, sâu xé, hận thù, cũng vì đã không biết đến Ngài, đã chẳng mời Ngài làm chủ tâm hồn mình, đã chẳng cộng tác với Ngài trong đời sống, việc làm và tư tưởng họ. Tình yêu xa hẳn lòng người, nên lòng người trở nên tối tăm đau khổ. Cha kêu gọi mọi người nhân loại hãy mời gọi Chúa Thánh Thần đến ngự trong tim lòng họ, để ngôi Ba Thiên Chúa tái sinh linh hồn họ trong tình yêu. Linh hồn nào có Ngài ngự trị, linh hồn ấy nắm chắc phần dối, hạnh phúc, hoan lạc trường sinh. Thiên Chúa là tình yêu chính là Thiên Chúa. Song ngôi Ba đã hiệp nhất nên một, tình yêu của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong nhân loại qua Mẹ Thánh Cha. Uy quyền tuyệt đối và tình yêu đã được Thiên Chúa trao cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại, mà Thiên Chúa luôn luôn ở cùng Mẹ. Trong Mẹ có đủ ba ngôi Thiên Chúa. Làm sao con hiểu được bí nhiệm tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa khi Cha chưa tỏ rõ cho con? Ba ngôi hiệp nhất nên một Thiên Chúa, thì trong cung lòng Mẹ, trong trái tim Mẹ đã có đủ ba ngôi. Khi Thiên Thần truyền tin cho ngôi Con nhập thể trong cung lòng Mẹ, ngay lúc đó Mẹ đã nhận cả ngôi Cha và ngôi Con. Vì Con do Cha mà ra, hai cha con yêu nhau thì trong cung lòng Mẹ đã có cả ba ngôi Thiên Chúa ngự trị, thì Mẹ chỉ sinh ra Thiên Chúa ngôi hai, để từ ngôi hai nhân loại được cứu rỗi. Nhân loại được kết hiệp với Thiên Chúa thế nào trong bí tích tình yêu thánh thể thì Mẹ cũng được kết hiệp trong ba ngôi như vậy. Hơn thế nữa, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được diễm phúc cư mang Thiên Chúa trong cung lòng, trong trái tim Mẹ. Thế nên, Thiên Chúa đã hiệp nhất với Mẹ trong tình yêu của người, để người trao ưu quyền của người cho Mẹ chăn dắt nhân loại trong tình yêu người. Khi Thiên Chúa tôn vinh Mẹ lên ngôi nữ vương trời đất, là Thiên Chúa đã mặc nhiên công nhận uy quyền của Mẹ trước nhân loại, để tất cả nhân loại suy phục uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trong Mẹ. Mẹ sẽ thay Thiên Chúa chăn dắt dân người, để nhờ tình yêu của Thiên Chúa trong trái tim Mẹ, nhân loại sẽ được tràn ngập ân sủng và tình yêu, nhân loại sẽ được săn sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ và âu yếm của trái tim hiền mẫu Maria. Hết gạch chéo chấm. Mầu nhiệm loài người hay mầu nhiệm ngôi Ba Thiên Chúa. Nhất Chúa Giêsu mặc khải.
phải, tình yêu của Thiên Chúa lạ lùng đến với tất cả mọi trí óc của loài người cũng chẳng thể suy thấu nếu Cha chẳng mặc khải cho. Sự mặc khải tình yêu cuối cùng của Thiên Chúa cho nhân loại là sự kết thúc cho một kỷ nguyên cứu chuộc, để tình yêu của Thiên Chúa được tất cả nhân loại thấu hiểu và đền đáp. Bước sang một kỷ nguyên khác, kỷ nguyên của tình yêu ngự trị trên hết mọi loài thụ tạo. Nói chung, cả trời đất muôn vật chỉ còn lại một tình yêu duy nhất, tinh tuyển, hoàn hảo của Thiên Chúa ngự trị. Đó là kỷ nguyên của bình an, hoan lạc và yêu thương ngự trị. Đó là nước Thiên Chúa trị đến trên trần gian, để dưới đất cũng như trên trời đều được vinh quang Thiên Chúa tràn ngập. Chắc hẳn, cả nhân loại phải ngỡ ngàng khi Cha bảo loài người là một mầu nhiệm trong tình yêu của Thiên Chúa. Phải, đó là một mầu nhiệm lạ lùng mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Trước hết Cha muốn nói về ngôi ba Thiên Chúa. A, trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, không thể ngăn cách, không thể chia ly và chia rẽ, bởi Cha chính là Con, mà Con cũng do Cha mà ra, hai Cha Con cùng một bản tính như nhau. Khi Chúa Cha tạo dựng trời đất muôn vật thì có ngôi hai được mặc lấy ngôi vị để cùng sống với loài người, trong loài người và vì loài người. Ngôi hai bởi ngôi Cha mà ra, nên tình yêu giữa ngôi Cha và Con chính là kết tinh của ngôi ba Thiên Chúa. Vậy, ngôi ba Thiên Chúa chính là tình yêu. Tình yêu ấy là kết tinh giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong ngôi hai. Ngôi Cha yêu mình thế nào thì cũng yêu ngôi Con như vậy trong bản tính loài người của ngôi Con. Chính trong tình yêu ấy ngôi ba Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ trong ngôi Con, để cùng tình yêu ấy ngôi ba Thiên Chúa đã đem sự sống lại cho ngôi hai cứu chuộc, phục sinh. Sự sống lại của ngôi hai cứu chuộc là do tình yêu từ ngôi Cha phục sinh cho Con. Tình yêu ấy chính là ngôi ba Thiên Chúa. Vậy, ngôi ba Thiên Chúa chính là tình yêu, là sự sống, là sự kết hiệp mật thiết giữa Cha và Con để Cha và Con không bao giờ ngăn cách, dù Con đã mặc lấy thân phận loài người và sống giữa thế gian. Tình yêu vẫn luôn luôn giữ Con trong bản tính Thiên Chúa duy nhất và thánh thiện như Cha, nghĩa là Cha thế nào, Con cũng nên một như vậy. Con đã vào thế gian, sống như người thế gian, trong thế gian và vì thế gian. Tình yêu là Thiên Chúa ngôi ba cũng sống như Con trong thế gian, trong lòng người. Ngôi hai ở đâu, tất nơi đó có ngôi Cha và ngôi Thánh Thần, bởi ngôi Cha và Con là một, mà tình yêu giữa Cha và Con không bao giờ rời nhau. Thế nên khi ngôi Con mượn ngôi nào, ngôi ấy có ngôi ba. Ngôi ba lại là tình yêu, là sự sống và sự kết hiệp mật thiết giữa ngôi Cha và Con, nên ba ngôi đến ngự trị trong tất cả mọi nơi có ngôi ba. Ngôi hai cứu chuộc nhân loại trong máu châu báu người, người lại dùng chính mình mà ngự trong linh hồn nhân loại. Thế nên, khi ngự trong linh hồn nhân loại bằng sự ẩn mình trong hình bánh, hình rượu, là người đã nên một trong hồn xác, trái tim nhân loại. Người ngự ở đó, nên Thánh Thần là tình yêu, là sự sống và là sự kết hiệp mật thiết giữa ngôi Cha và Con trong linh hồn nhân loại, ngôi ba cũng chính là sự tái sinh cho mỗi linh hồn. Không có ngôi ba Thiên Chúa trong mỗi linh hồn ấy đã trở nên tối tăm vì mất sự sống, tình yêu và cả sự kết hiệp giữa ngôi Cha và Con trong linh hồn ấy. Ngôi ba hoạt động mạnh mẽ trong tất cả vũ trụ trời đất, cả vạn vật cỏ cây. Bởi trời đất muôn vật đều sống nhờ tình yêu ấy. Nơi đâu, vật gì không có tình yêu tất phải trở về cùng hư vô. B. Loài người được tạo dựng bằng tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu của Thiên Chúa, là loài người đã sống bằng tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu. Tình yêu là sự sống của loài người. Thế nên, mầu nhiệm của ngôi ba Thiên Chúa cũng là mầu nhiệm loài người. Loài người được nâng lên bằng Thiên Chúa ngôi ba, hay Thiên Chúa ngôi ba được có trong ngôi vị Thiên Chúa vì loài người, bởi loài người và trong loài người. Con đừng ngạc nhiên khi Cha bảo ngôi ba Thiên Chúa được có vì loài người và trong loài người. Nếu chẳng tác tạo loài người, ắt đã chẳng phải có ngôi ba Thiên Chúa trong nhân loại. Nếu chẳng phải yêu loài người lạ lùng như thế, ắt loài người cũng chẳng có trong vũ trụ. Nếu không có loài người trong vũ trụ, tất tình yêu Thiên Chúa chưa được tỏ lộ. Hay nói khác đi, đúng với ngôn ngữ loài người, thì tình yêu tạo dựng con người nên con người sống trong tình yêu ấy, và tình yêu ấy thể hiện được là vì loài người, bởi loài người và trong loài người. Loài người không thể hiểu được rằng tình yêu đã yêu họ đến thế, và vì yêu như thế, nên Thiên Chúa quyết phải đem loài người về cùng với người. Thánh Thần là tình yêu đang hoạt động mạnh mẽ trong tất cả mọi linh hồn nhân loại. Người tái sinh những gì đang hư mất, người đổi mới mọi sự xấu xa, tội lỗi, bất xứng, để đem về sự tinh tuyển, hoàn hảo của Thiên Chúa đã tạo dựng. Người đã làm cho ngôi hai phục sinh sự sống là tình yêu trong mọi linh hồn nhân loại, không một người nào trong nhân loại lại chẳng được người ngự trị, với chính bởi người, vì người và trong người, mà mỗi người trong nhân loại được sinh ra. Thế nên, dù người ấy là người nào, là dân tộc nào, xấu xa đẹp đẽ thế nào, cũng đều có người ngự trị, và tất cả đều do ý định của Thiên Chúa tạo thành.
sự khác biệt giữa tiếng nói, màu da và phẩm chất của mỗi người có khác nhau, nhưng linh hồn tất cả nhân loại đều như nhau, bằng nhau về mọi phương diện, bởi do một tình yêu không hơn không kém của Thiên Chúa tạo thành. Tình yêu của Thiên Chúa và Thánh Thần là một. Thế nên, trong mỗi linh hồn nhân loại chỉ có một Thánh Thần duy nhất hoạt động. Thánh Thần là tình yêu, sự sáng, sự sống, sự bình an, hoan lạc, hạnh phúc, là sự thật và là chân lý vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ dẫn dắt con người đến sự trọn lành và hoàn hảo. Thánh Thần sẽ dẫn dắt con người đến sự thánh thiện tuyệt đối, để nên một trong Thiên Chúa, hầu khi đến trước ưu nhan người, con người không bị đẩy lui vì những xấu xa, tội lỗi còn đọng lại trên thân xác và linh hồn nó. Thánh Thần là tình yêu Thiên Chúa, sẽ có một hấp lực mạnh mẽ đối với nhân loại. Tình yêu sẽ được tình yêu thu hút mạnh mẽ. Sự gì tạo bởi Thiên Chúa sẽ được trả về cùng Thiên Chúa, để muôn đời được sống trong hạnh phúc, hoan lạc, trường sinh. Khốn khổ thay cho những kẻ chối bỏ tình yêu của người, muôn đời nó sẽ phải khóc lóc nghiến răng trong tăm tối, đau khổ. Thiên Chúa nhân từ hay thương xót, Ngài sẽ không phạt tất cả những kẻ chối bỏ người trong hỏa ngục đời đời, mà tùy theo công trạng và đời sống khi còn ở dương thế mà xét xử. Nếu một linh hồn vẫn yêu mến người, nhận thật người là Chúa Tể trời đất, song vì yếu đuối mà phạm tội, họ sẽ chịu hình phạt ở luyện ngục để đền tội đó. Trái lại, một linh hồn đã từng thờ lạy Thiên Chúa, đã từng biết giáo lý, biết tình yêu Thiên Chúa mà còn cương quyết chối bỏ chỉ vì kiêu căng sẽ phải lãnh án đời đời. Song Thiên Chúa cũng xét lại nếu nó ăn năn trong giây phút cuối cùng của đời nó. Thế giới ngày nay, làn sóng vô thần đang tràn lan trên khắp nơi. Không phải những người vô thần tất cả là những người không biết Thiên Chúa. Họ biết Thiên Chúa, song vì kiêu căng, họ đã chối bỏ Ngài. Chối bỏ Ngài với uy quyền tuyệt đối của chủ thể vũ trụ càn khôn, để họ đưa họ lên làm một cuộc cách mạng trong đời sống con người. Mục đích là họ muốn mọi người trong nhân loại tôn vinh họ là những người tài. Họ tưởng họ sẽ làm đảo lộn đời sống mọi người trong những phát minh độc ác của họ. Họ tưởng họ sẽ làm bá chủ toàn cầu do sự độc ác ấy. Thiên Chúa đã để cho họ sử dụng những gì Ngài ban để họ tự do phát triển những độc ác ấy. Không phải Thiên Chúa đã không yêu thương loài người, song là cho tất cả nhân loại chấp nhận giá trị tuyệt đối của tình yêu và uy quyền tối cao của Thiên Chúa khi người ra tay tỏ quyền năng người. Tùy theo lý luận và nhận xét của con người, Thiên Chúa sẽ xét xử trong ngày người đến. Con người muốn tự tôn, tự cao, tự đại. Đó là lý do để con người đi xa tình yêu Thiên Chúa. Họ muốn nâng họ lên ngang bằng Thiên Chúa với mối kiến thức mà Ngài đã ban cho. Kiến thức ấy họ đã không dùng để phụng sự Thiên Chúa trong loài người, mà lại dùng nó để bắt loài người suy phục mình, hầu Thiên Chúa bị gạt bỏ ra ngoài lòng trí con người. Đó là sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa của họ. Do vậy, Thiên Chúa vẫn tha thứ cho họ nếu họ ăn năn. Thánh Thần đang soi sáng và dẫn dắt họ về cùng Thiên Chúa bằng cách cho họ thấy rõ sự bất lực của loài người trước uy quyền tối cao và sức mạnh bản năng của Thiên Chúa. Nhân dịp này, Cha muốn mở cùng giáo hoàng người đang thay Cha mà dẫn dắt đàn chiên của Cha trên trần gian. Cha muốn rằng, hãy thực hiện và phát động mạnh mẽ phong trào đoàn trẻ thơ, đạo binh hồn nhỏ ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tận hiến tất cả nhân loại cho tình yêu Jesus Maria. Tất cả nhân loại tận hiến cho tình yêu Jesus Maria là nhân loại đã chắc chắn được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Còn lại những người chưa tận hiến vẫn cứng lòng, Cha sẽ dùng những hy sinh, hãm mình, cầu nguyện của cả nhân loại mà cứu nó. Cha nhắc lại, Cha muốn có một ngày cả nhân loại tận hiến cho tình yêu của hai trái tim Jesus Maria. Đó là ngày mở đầu cho kỷ nguyên tình yêu ngự trị trong nhân loại. Hỡi con, vinh quang sẽ tràn ngập đất nước VN con trong một ngày không xa, khi mà tình yêu đã quét sạch mọi ô nhiễm và tội ác khỏi đất nước con. Quyền năng của Cha sẽ tỏ hiện trong ngày ấy, trong đất nước đau thương khốn khổ này, cho tất cả tiếng nói phải nhận thật tình yêu Cha ban cho dân tộc nhỏ bé đầy đau thương, nhưng cũng không kém tình yêu và sự trông cậy nơi Thiên Chúa. Cha không để một người nào, một dân tộc nào phải thất vọng vì đã trông cậy nơi Cha. Thể hiện lời hứa ấy, Cha sẽ đem bình an, hoan lạc, yêu thương về cho đất nước con đầu tiên. Những lời Cha dạy hôm nay sẽ phải đến tay giáo hoàng đúng ngày giờ Cha đã định. Với tình yêu nồng nàn và sự trông cậy vững chắc, Ngài sẽ thực hiện những ước muốn của Cha. Đức Chúa Giêsu Mạc Khải. Trích Mạc Khải Việt Nam Sài Gòn, năm 1976 đến năm 1986. Thụ Khải ẩn danh. Linh mục Linh hướng Phaolô Trần Văn Lý, cựu giáo sư sử địa đại học CG Đà Lạt. Phổ biến Anton Nguyễn Do Văn Nguyên Pô Box 262 482 Houston.
https://www.http2.gạch chéo gạch chéo maria.gaitdubin2012.blogspost.com. Mầu nhiệm Maria, do Đức Chúa Giêsu ban cho nhân loại. 1. Siêu việt, vĩ đại, bao la và quan thiết của mầu nhiệm. A. Mầu nhiệm Maria được giấu kín, vì thật mầu nhiệm Maria là ơn cứu độ của loài người thời sau hết. Toàn thể nhân loại không thể không biết đến Maria, mẹ Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và là chính tình yêu của Thiên Chúa trong nhân loại, là Mưu Ba Thiên Chúa ở giữa nhân loại, là tình yêu của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ai có thể hiểu được mầu nhiệm Maria trong chương trình tình yêu Thiên Chúa đã hoạch định từ thuở đời đời? Trí óc nào có thể suy thấu một mầu nhiệm vô cùng lớn lao như vậy khi Thiên Chúa chưa tỏ lộ ra? Trong thượng trí của Thiên Chúa, trí óc nào dám phản đối khi Thiên Chúa đã hoạch định? Suy luận nào của nhân loại khi dám phản đối những điều Thiên Chúa tỏ ra, cũng nữa là mầu nhiệm Maria, mầu nhiệm trong mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi? Khi nhân loại dùng suy luận và trí hiểu hẹp hòi, nông cạn của họ để suy đoán Thiên Chúa và những sự gì thuộc về Thiên Chúa, thì những điều đó lại không phải là một bí nhiệm cao cả của Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa toàn năng muốn tất cả mọi nhiệm lưới, mọi lòng trí hãy im đi trước tiếng tình yêu đang gào thét hòng tuôn đổ sự cứu độ cho cả loài người đang hòng chết. Nguồn tình yêu đang tràn ngập trong trái tim Cha cho nhân loại rõ Cha yêu chúng làm sao. B. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã yêu dấu nhân loại với tình yêu bao la thăm thẳm. Khi nghĩ đến nhân loại trong ý định của người, Thiên Chúa đã nghĩ đến việc phải ban chính mình người cho họ, để bảo toàn sự sống của họ, bởi sự sống của nhân loại chính là Thiên Chúa. Trong tình yêu bao la ấy, từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã tự đặt mình có ba ngôi trong quyền năng và phép tắc. Ngôi Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngôi Con là Thiên Chúa làm người giữa nhân loại để chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa cho loài người và để cứu độ loài người khỏi chết. Ngôi Ba chính là tình yêu Thiên Chúa, là Thiên Chúa xuống trần ở giữa loài người và trong loài người hầu duy trì sự sống cho loài người. Ôi, mầu nhiệm cao trọng bao la quá! Thiên Chúa đã yêu dấu loài người như vậy, mà họ thì cố tình làm ngơ, chối bỏ. Ôi, con cái tệ bạc làm sao? Họ đã làm đau đớn Thiên Chúa làm sao vì những bất nghĩa, bất trung ấy? Cha đau buồn quá lẽ, bởi Cha biết, dù ơn cứu độ có đến với nhân loại chăng nữa, thì vẫn có vô số linh hồn phải chết vì chúng chối bỏ ơn Chúa ban trong thời gian cuối cùng này. Chúng chờ đợi Cha ban cho chúng một dấu chứng, nhưng dấu chứng chỉ đến với những linh hồn quyết định sự sống trong Cha. Dấu chứng ấy là chính tình yêu Thiên Chúa trong Đức Nữ Cực Thánh Maria. Những kẻ đòi dấu chứng để thỏa mãn lòng kiêu căng, chúng chỉ nhận được cơn miễn đồ đổ ập trên chúng lúc chúng không ngờ. Vì vậy chúng chẳng còn có dịp ăn năn nữa. Sự chết phải đến với chúng vì chúng cố tình chối bỏ tình yêu Thiên Chúa là ơn cứu độ sau cùng cho cả nhân loại. Những ai yêu mến Thiên Chúa trong Nữ Cực Thánh Maria, Cha sẽ cho họ nhận rõ dấu tình yêu của Cha và càng tăng thêm tình yêu hơn nữa để càng lúc chúng càng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Phúc thay cho những lòng trí và miệng lưỡi luôn kêu cầu danh Thánh Maria. C. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã nghĩ đến nhân loại và vì tình yêu dấu vô biên, Thiên Chúa đã nghĩ đến một chương trình tình yêu mà người là đấng dùng chính thân vị Thiên Chúa xuống trần để sống, cùng ban sự sống cho loài người. Nhưng người lại nghĩ làm sao để tỏ rõ cái tình yêu dấu vô biên của người cho nhân loại, và rồi người đã dùng đến sự vô cùng là tình yêu người đến với loài người. Từ thuở trời đất chưa có, từ thuở đời đời ấy, Cha đã nghĩ đến các con, Cha đã nghĩ đến một nhân loại, mà nhân loại ấy được tạo bởi chính Thiên Chúa, hay nói rõ hơn, Thiên Chúa sẽ xuống trần, mặc lấy thân phận làm người, để sống và ban sự sống cho loài người được tạo dựng bởi tình yêu. Khi Cha bảo rằng loài người được tạo dựng bởi tình yêu, thì trong ý định của Cha đã có ngôi Ba, là Thiên Chúa sống giữa loài người. Cái tình yêu giữa ngôi Cha và ngôi Con chỉ có, khi Thiên Chúa nghĩ đến một nhân loại trong chương trình tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu nảy sinh giữa ngôi Cha và ngôi Con ấy chính là nhân loại. Bởi nhân loại được tạo dựng trong tình yêu và bởi tình yêu Thiên Chúa, đã vì cái tình yêu vô biên ấy mà người dùng chính thân vị Thiên Chúa để xuống trần trong thân phận một nữ nhân. Với chương trình tình yêu đã hoạch định từ thuở đời đời, Thiên Chúa phải xuống trần trong nhân loại với thân phận loài người, vì bởi loài người đã được tác tạo bởi tình yêu Thiên Chúa, nên loài người là chính tình yêu. Tình yêu phải được phù hợp với tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Vì vậy Thiên Chúa đã đến giữa loài người bằng chính tình yêu là ngôi Ba Thiên Chúa. Để chúng ta bắt đầu bước vào bí nhiệm cao cả, siêu việt nhất trong tình yêu. Từ thuở đời đời Thiên Chúa đã nghĩ đến nhân loại, và trong ý định của người, một nhân loại tốt đẹp phải có mặt trong tình yêu người.
người đã nghĩ đến cách tạo dựng loài người, làm sao để hình ảnh của người luôn luôn sống động trong nhân loại. Người đã tạo nên họ giống hình ảnh người, để tất cả nhân loại, khi nhìn nhau, sống bên nhau, và trong nhau là người nghĩ đến Thiên Chúa là đấng đang ở trong linh hồn họ. Hình ảnh ấy luôn nhắc họ nghĩ đến Thiên Chúa là đấng tạo dựng mình, vì khi trí lòng nhân loại luôn suy tưởng đến Thiên Chúa qua hình ảnh Thiên Chúa sống động trong nhau, họ sẽ được Thiên Chúa thực sự sống trong họ, yêu mến trong họ và hành động thay họ. Nhưng Thiên Chúa lại biết rằng nhân loại sẽ phản bội tình yêu người, khi họ không nhận biết một tình yêu rõ rệt bởi chính bản thể mà Thiên Chúa tạo dựng bởi hư vô với tình yêu giấu vô biên ấy. Một chương trình tình yêu đã được Thiên Chúa hoạch định trong ý định của người, chương trình tình yêu vô cùng vĩ đại, lớn lao, siêu việt mà trí óc loài người không thể suy thấu. Đó là sự Thiên Chúa đã nghĩ đến ngày người sẽ xuống trần, để tỏ rõ tình yêu của người cho nhân loại, với bản tính loài người và trong loài người. Người sẽ được tạo dựng để Thiên Chúa xuống trần là một việc thật dễ dàng trong quyền năng phép tắc của người. Nhưng người lại muốn tỏ rõ cái tình yêu lạ lùng của người với nhân loại, để cùng hòa mình trong nhân loại với đầy đủ nhân tính và sự tạo thành trong việc sinh ra như loài người, để sống trong thân phận như một thụ tạo. 2. Nuôi ba là người trước đây một nữ nhân để đón nuôi hai. A Thiên Chúa đã chuẩn bị trong chương trình tình yêu vô cùng ấy một cách xuống trần tuyệt hảo và tốt đẹp, bằng cách nuôi ba Thiên Chúa sẽ xuống trần trước trong một hình ảnh của một nữ nhân, hầu cho việc đón tiếp nuôi hai được hoàn hảo và xứng đáng. Vì thật không một thụ tạo nào lại xứng đáng đón nhận Thiên Chúa nuôi hai trong lòng họ, và không một thụ tạo nào xứng đáng cưu mang Thiên Chúa bằng máu thịt họ. Dù Thiên Chúa với quyền năng, phép tắc vô cùng và với tình yêu giấu vô biên, người cũng không thể xuống trần để nhận và chịu sự nuôi dưỡng bởi một thụ tạo được tạo dựng bằng đất bụi. Đất bụi không thể chứa đựng được sự vô cùng của Thiên Chúa, dù trong thân phận loài người. Và chăng trong ý định của Thiên Chúa, tình yêu phải được toàn thể nhân loại biết đến và khát khao. Tình yêu ấy là tình yêu đích thực, là chính Thiên Chúa. Mà với sự vô cùng, Thiên Chúa đã biết đến một nhân loại tội lỗi chối bỏ và phản bội cùng đấng tạo dựng họ. Họ sẽ chết vì vắng bóng tình yêu là Thiên Chúa trong sự sống họ. Thiên Chúa đã biết và người đã hoạch định một chương trình tình yêu để cứu vớt nhân loại tội lỗi ấy. Nhân loại chỉ biết Thiên Chúa qua hình ảnh Thiên Chúa nuôi hai. Nhưng dù nuôi hai có hiện diện giữa loài người bằng xương bằng thịt, và chịu khốn khổ nhục nhã, ê chề, để tỏ rõ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại hiểu, thì nhân loại vẫn chối bỏ cái tình yêu giấu vô biên ấy trong sự chết ê chề trên thập giá để cứu vớt sự sống cho họ. Ngôi hai đã xuống trần bằng ngôi ba và bởi ngôi cha. Nhân loại không hiểu thấu điều này, họ chỉ biết rằng Thiên Chúa xuống trần bằng một thụ tạo. Thụ tạo ấy được tạo dựng thế nào, họ không được hiểu, và họ cũng không hiểu thấu một mầu nhiệm lạ lùng như thế trong tình yêu mà Thiên Chúa đã vì yêu giống nhân loại, đã hoạch định từ thuở đời đời. B. Chương trình tình yêu Thiên Chúa đã hoạch định từ thuở đời đời, khi người nghĩ đến một nhân loại với một tình yêu giấu vô biên. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã có. Thiên Chúa là đấng tự hữu, vô hủy vô chung, người là đầu hết và sau hết, người có từ thuở đời đời, và đời đời người vẫn tồn tại. Dù vũ trụ có qua đi, dù loài người không còn nữa, và vũ trụ có tan biến vào hư vô, thì người vẫn tồn tại muôn đời và muôn muôn thế hệ. Người quyền năng phép tắc, chỉ trong ý định của người mọi sự lại trở về hư vô. Người biến hóa mọi vật trong quyền năng, phép tắc của người. Trong quyền năng, phép tắc ấy, Thiên Chúa đã nghĩ đến một chương trình mà người sẽ sáng tạo bởi tình yêu giấu vô biên. Người tỏ rõ cái tình yêu ấy trong quyền năng của người bằng một chương trình được người hoạch định. C. Trước hết, Thiên Chúa đã nghĩ đến loài người, nhưng loài người đầu tiên này, Thiên Chúa tạo dựng bằng vào trọn vẹn tình yêu mà không bởi đất bụi. Đầu tiên loài người này, người dùng vào việc thờ phượng người và giúp đỡ người trong việc cai trị loài người được tạo dựng bởi hư vô, bởi đất bụi. Loài người đầu tiên mà Thiên Chúa dựng nên ấy chính là các thiên thần. Thiên thần được dựng nên không bằng đất bụi, mà bằng tình yêu trong ý định của Thiên Chúa và bởi quyền năng, phép tắc của người. Thiên thần có bản tính thiêng liêng, không hiện diện giữa loài người bằng xương bằng thịt, mà bằng sự thiêng liêng trong hơi thở của Thiên Chúa. Người đã đặt các thiên thần tùy theo phẩm trận và chức tước mà người đã chỉ định. Người lại chia cho các ngài địa vị cao thấp tùy theo công việc. Đó là Thiên Chúa đã thiết lập một triều đình thiên quốc. Triều đình này hoàn toàn lệ thuộc vào oai quyền Thiên Chúa là đấng làm chủ mọi sự. Các thiên thần hoàn toàn tuân phục đấng tạo dựng họ, và chỉ có một phần thờ lạy và ngợi khen Thiên Chúa hiên nghỉ. Sự ngợi khen này không bởi Thiên Chúa bắt buộc, mà do bởi sự hoan lạc từ Thiên Chúa cho họ mà có. Sự hoan lạc của Thiên Chúa thì vô cùng, không bao giờ nhàm chán, nó được thay đổi liên lỉ trong hạnh phúc vô biên.
Thế nhiên, các thiên thần không ngừng ngợi khen và tán tạ Thiên Chúa vô cùng ấy không bao giờ dứt. D. Sau khi đã thiết lập một triều đình với đầy đủ các thiên thần thờ lạy và ngợi khen, Thiên Chúa hoan hỉ trong sự sáng tạo, và người lại nghĩ đến một nhân loại được tạo dựng, để càng ngày tình yêu của người càng bao la hơn, tình yêu ấy phải được bao trùm trong sự vô cùng của người. Chính cái tình yêu vô cùng ấy, khi Thiên Chúa nghĩ đến loài người, làm cho người xúc động, và trong phút tình yêu vô cùng ấy trào dâng, Thiên Chúa nghĩ đến chính người sẽ ở giữa và xuống trần, để luôn gần gũi và thể hiện tình yêu người trong thế giới loài người mà Thiên Chúa đã nghĩ đến. Chính bởi tình yêu bao la lạ lùng này mà Thiên Chúa quyết định xuống trần. Nhưng Thiên Chúa xuống trần cách nào cho loài người hiểu và chấp nhận? Người tự mặc cho mình ngôi vị làm con Thiên Chúa để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa Cha trong nhân loại. Ngôi Cha và ngôi con là một, tình yêu giữa Cha và con cũng là một. Vì vậy, trong thân phận ngôi con, Thiên Chúa ngôi con yêu ngôi Cha như chính mình. Ngôi Cha cũng yêu ngôi con, hai ngôi cũng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất và đồng nhất trong bản tính Thiên Chúa và loài người ta. Cũng chính bởi tình yêu giữa Cha và con ấy mà Thiên Chúa đã nghĩ đến cách người phải xuống trần làm sao. Ai là người sẽ xứng đáng đón rước Thiên Chúa nơi hai trong thân phận làm người như những hài nhi được ra đời trong sự tác tạo của Thiên Chúa? Nghĩa là Thiên Chúa nơi hai xuống trần như một thụ tạo, để hòa mình vào trong sự sống nhân loại với bản tính Thiên Chúa tình yêu và bản tính nhân loại trong sự tạo thành. 3. Thánh thần nhập thể nơi nước Maria trong dòng giống thánh thiện, tinh tuyển vương hoàng David. A. Tình yêu vô cùng giữa ngôi Cha và ngôi con đã khiến Thiên Chúa nghĩ đến một ngôi vị nữa là ngôi Ba. Ngôi Ba là kết quả của ngôi Cha và ngôi con, khi Thiên Chúa quyết định xuống trần trong thân phận ngôi hai làm người, để chính ngôi Ba đón lấy ngôi con, tạo nên ngôi con bằng chính quyền năng, phép tắc của ngôi Cha cũng là Thiên Chúa Ba ngôi. Ngôi Ba làm thế nào để đón nhận ngôi hai trong thân phận làm người, để ngôi hai được đến với nhân loại như một thụ tạo trong thân phận một hài nhi được Thiên Chúa tác tạo? Thiên Chúa đã nghĩ đến sự hòa mình vào nhân loại và trong nhân loại, để không có sự khác biệt nào giữa Thiên Chúa với loài người, khi ngôi hai xuống trần trong thân phận hài nhi bé nhỏ. Vì vậy, người đã dùng hình ảnh một người nữ, người đã mang lấy cho người hình dáng của một nữ nhân. Trong nữ nhân ấy, Ngài phà vào đó tất cả sự cao sang tuyệt vời trong sự vô cùng của Thiên Chúa trong người nữ này. Người nữ ấy chính là Maria, mẹ Thiên Chúa, và là ngôi Ba Thiên Chúa làm người. Tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa con trong nước Maria, thế là xong một bước đầu trong chương trình tình yêu được hoạch định. Thế là tròn hảo cho một tình yêu vô biên cho nhân loại. B. Thế nhưng, nhân loại sẽ tự hỏi, cả ba ngôi Thiên Chúa đều cùng là một Thiên Chúa, sao ngôi hai không xuống trần bằng một thụ tạo mà ngôi hai lại phải qua một thụ tạo sinh ra? Vậy ngôi ba không phải là một Thiên Chúa hay sao? Như Cha đã dạy, không một thụ tạo nào xứng đáng để Thiên Chúa ngự vào cung lòng nó mà đến giữa loài người. Nhưng tình yêu thì có thể làm được tất cả, đó là Thiên Chúa ngôi Ba. Nhưng để xứng đáng đón nhận một Thiên Chúa tình yêu ngự xuống trong lòng mình, Thiên Chúa đã chuẩn bị từ thuở đời đời cho công cuộc tình yêu ấy. Người đã chọn lựa một dòng giống thánh thiện, tinh tuyển người đã gìn giữ, điển tô cho người một nơi xứng hợp dòng dõi vua David quý tộc. Dòng giống thánh thiện, tinh tuyển ấy đã được Thiên Chúa gìn giữ và chọn lựa. C. Loài thụ tạo không thể đón nhận một Thiên Chúa toàn năng. Nhưng loài người có thể đón nhận tình yêu Thiên Chúa, vì thật chính bởi tình yêu ấy mà có nhân loại. Thế nên, loài thụ tạo diễn phúc đầu tiên đã đón nhận tình yêu Thiên Chúa, để từ thụ tạo ấy, tình yêu có mặt và hiện diện giữa loài người. Vì vậy, ngôi ba Thiên Chúa và nhân loại đã nên một trong Chúa ba ngôi, nghĩa là vì yêu dấu loài người mà ngôi ba xuống trần, phát xuất bởi ngôi Cha và ngôi con, thì chính bởi ngôi ba mà nhân loại được có mặt và được sống trên mặt đất. Nhân loại chỉ có mặt và được sống bởi ngôi ba và trong ngôi ba, tình yêu đã khiến Thiên Chúa từ bỏ địa vị của một Thiên Chúa toàn năng mà xuống trần, mặc lấy thân phận hèn hạ tội lỗi của nhân loại. Nhân loại đừng hỏi tại sao Thiên Chúa lại dài dũng như thế, khi từ người mặc lấy thân phận hèn hạ tội lỗi loài người để xuống trần như vậy. Chỉ bởi tình yêu, chỉ vì tình yêu giấu quá độ mà Thiên Chúa đã điên rồ giường ấy. Thiên Chúa yêu nhân loại như vậy, vì Thiên Chúa đã yêu chính tình yêu của người trong mỗi linh hồn nhân loại, bởi mỗi linh hồn nhân loại đều mang trong nó một Thiên Chúa ba ngôi toàn án. 4. Thánh thần Thiên Chúa nhập thể nơi nước Maria trong cung lòng bà Anna nơi gia đình thánh Joachim Anna. A. Về sự tạo dựng ngôi ba giữa loài người. Đúng ngày giờ mà Thiên Chúa đã ấn định để tình yêu thực sự hiện diện giữa loài người trong ơn cứu độ của ngôi hai, Thiên Chúa đã chọn lựa một thụ tạo trong dòng dõi David, đó là bà Anna. Thụ tạo Maria không bởi và xác thịt máu huyết loài người mà có, nhưng thụ tạo Maria chỉ là một thụ tạo theo những hiểu biết và ý nghĩ của loài người.
Maria không phải là một thù tạo như lời thù tạo mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Nhưng Maria chính là tình yêu Thiên Chúa trong loài người. Tình yêu đã đến giữa loài người, để loài người nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Đúng ngày giờ mà chương trình đã hoạch định, Ngô Ba xuống trần mặc lấy hình ảnh của một người nữ trong lòng bà Anna và ông Joachim. B. Nhân loại đừng tìm tòi suy luận về sự việc lạ lùng này, vì nếu trí óc nào đã hướng suy luận về những điều mà chính Thiên Chúa đã dùng, thì đó thật coi thường quyền năng, phép tắc tuyệt đối của Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, có việc gì mà Thiên Chúa lại không làm được, thì việc xuống trần trong lòng một phụ nữ để sống giữa loài người mà Thiên Chúa lại chẳng thực hiện được ư? Tình yêu là nuôi ba Thiên Chúa đến giữa loài người bởi nuôi cha và nuôi con. Tình yêu đã hạ mình cách lạ lùng như vậy, vì sự sống và sự hiện diện của loài người trên mặt đất, nên Thiên Chúa đòi buộc nhân loại phải thờ lạy tôn vinh tình yêu người. Đối với nhân loại, Thiên Chúa biết chúng là loài hèn hạ và chúng luôn phản bội tình yêu. Vì thế, khi người hai xuống trần, người đã định nhân loại phải thờ lạy ngôi ba Thiên Chúa. Thiên Chúa vì yêu dấu nhân loại mà tha thứ tất cả muôn ngàn xúc phạm, nhưng xúc phạm đến tình yêu là thánh thần, thì nhân loại không được thứ tha, đó là xúc phạm đến Đức Maria, tình yêu của Thiên Chúa đến giữa loài người. 5. Ý nghĩa thánh thần nhập thể nơi người nữ. Thánh thần là tình yêu Thiên Chúa mặc qua hình ảnh một người nữ. Tại sao Thiên Chúa không dùng hình ảnh người nam, mà người lại dùng hình dáng một nữ nhân mà xuống trần vậy? A. Sự việc này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ y, Thiên Chúa đã dựng nên người nữ có một hình dáng mảnh mai, hiền dịu. Người nữ tượng trưng cho người mẹ lý tưởng với trái tim tràn đầy tình yêu giấu con cái mình. Người nữ có mái ngực mạnh mẽ lôi cuốn người khác bằng những vẻ cao quý, tinh tuyển của mình dễ hơn một nam nhân. Người nữ luôn là người đàn bà kiên nhẫn, trung tín và quả cảm trong bổn phận và nhiệm vụ người vợ, người mẹ trong gia đình. Tóm lại, Thiên Chúa đã mặc cho tình yêu là thánh thần tất cả sự vô cùng của Thiên Chúa để phô diễn sự vô cùng ấy cho nhân loại. Nhân loại không được diễn phúc ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Nhân loại không được thấu hiểu tình yêu của Thiên Chúa thế nào đối với linh hồn họ, nhưng nhìn vào Đức Maria thánh thần và là tình yêu của Thiên Chúa trong sự toàn năng, toàn thiện và toàn mỹ của người. Thiên Chúa đặt người giữa nhân loại qua hình ảnh của một người nữ, để con mắt phàm trần nhân loại thấy rõ sự cao cả và tuyệt mỹ của người. Thiên Chúa đặt người giữa nhân loại qua uy quyền của mẹ Thiên Chúa, để nhân loại thấu rõ quyền năng của người thế nào. Thiên Chúa người giữa đặt nhân loại qua sự tinh tuyển vô nhiễm trong địa vị mẹ Thiên Chúa, để nhân loại ngắm nhìn Thiên Chúa trong Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, nơi Đức Maria, một Thiên Chúa sống động với đầy đủ sự toàn năng, toàn thiện và toàn mỹ của một Thiên Chúa. Ý nghĩa thứ y, để cho chương trình tình yêu của người đã hoạch định từ thuở đời đời ấy không cách biệt với loài người, Thiên Chúa đã dùng hình ảnh một người nữ, để, với sự chuyển sinh nòi giống giữa loài người, người nữ ấy sẽ sinh con như tất cả mọi người nữ khác, chỉ khác là sự sinh con của Đức Maria là bởi Thiên Chúa trong chương trình tình yêu của người đối với nhân loại, nên người mẹ và cả người con đều không bởi và không như những thụ sinh khác trong nhân loại, mà Đức Maria và con người là Đức Giê-xu, là Thiên Chúa hằng sống giữa loài người. Hình ảnh người mẹ và người con là Thiên Chúa xuống trần này nhắc cho nhân loại luôn luôn hiểu rõ về tình yêu Thiên Chúa phải được nâng lên trên tất cả. Thiên Chúa mặc cho tình yêu của người trong địa vị cao cả của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã nâng tình yêu của người lên đôi cao trọng vô cùng, mà chính người, chính Thiên Chúa cũng phải yêu dấu vô biên, người yêu chính mình người trong Đức Maria. Người nâng mình người lên sự vô cùng bởi Đức Maria trong nhân loại qua sự người muốn nhân loại được yêu thương trong ý nghĩa chính tình mẫu tử thiêng liêng cao quý vô ngần và gần gũi hơn một Thiên Chúa toàn năng cao cả. Với vòng tay yêu thương của mẹ hiền Maria, nhân loại mới dám chạy lại xin giúp đỡ và cậy nhờ. Với quyền năng của mẹ hiền Maria, nhân loại dễ tín thác hơn và dễ nhận biết hơn. Tóm lại, Thiên Chúa trong Đức Maria đã lôi kéo được bao trái tim khô khan, nguội lạnh. Tình yêu Thiên Chúa trong Đức Maria đã hoán cải bao kẻ tội lỗi lầm lạc, đã làm mềm lòng bao tội nhân và cứu giúp tất cả nạn nhân muốn được cứu giúp. Sự tuyệt mỹ của Thiên Chúa trong Đức Maria đã khiến bao tim lòng say mê tận hiến, và cũng chính nhờ tình yêu Thiên Chúa trong Đức Maria đã tạo nên bao vị thánh vĩ đại trong hội thánh Thiên Chúa khắp hoàn cầu. Thiên Chúa đã hoạch định chương trình tình yêu của người với nhân loại bằng chính tình yêu và bởi tình yêu là Đức Maria ngôi ba Thiên Chúa. B. Nhân loại đừng hỏi tại sao Thiên Chúa không bộc lộ cái tình yêu vô cùng ấy cho nhân loại hiểu rõ, để họ tôn thờ tình yêu Thiên Chúa trong Đức Maria. Họ quên rằng nếu không nhận biết tình yêu Thiên Chúa trong ngôi hai là Đức Kitô Giêsu, thì làm sao họ chấp nhận một tình yêu vô cùng trong Đức Maria?
Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Nếu 12 tỏ lộ tình yêu ấy giữa loài người, thì 13 lại chính là tình yêu ấy sống giữa và trong loài người. Mầu nhiệm siêu việt Chúa ba mưu, một mầu nhiệm lớn lao mà không trí óc nào trong nhân loại có thể suy tưởng thấu. Đã đến lúc tình yêu Chúa lên ngôi khi Thiên Chúa tôn Đức Maria lên địa vị cao trọng là mẹ Thiên Chúa, là nữ vương trời đất, là nhân loại phải hiểu rằng Thiên Chúa sẽ thống trị địa cầu, và trong tim lòng nhân loại chỉ còn và chỉ phải tôn thờ một Thiên Chúa tình yêu duy nhất và độc nhất trong đời sống họ. Thiên Chúa tôn vinh Đức Maria là Thiên Chúa đã tôn vinh người trong tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa trong linh hồn nhân loại. Chính vì thế, nhân loại phải được hưởng hạnh phúc, hoan lạc trong Thiên Chúa tình yêu. Đó là hạnh phúc vô cùng mà Thiên Chúa muốn loài người được hưởng trong chương trình tình yêu của người đã hoạch định từ thuở đời đời. Trong mầu nhiệm Maria, Thiên Chúa đã biểu lộ rõ rệt nhất về tình yêu vô cùng của người cho nhân loại trong sự việc mưu ba xuống trần bằng và qua một thụ tạo. Sự việc này nhắc cho nhân loại luôn nhận thức rõ về sự hư vô của nó trong tình yêu bao la của Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Thiên Chúa đã vì yêu dấu nhân loại mà xuống trần trong một thụ tạo. Thiên Chúa không bao giờ và sẽ không khi nào lại chịu ẩn mình trong lòng hèn hạ một loài mà chính người tác tạo. Nhưng Thiên Chúa đã làm việc đó chính bởi tình yêu. Tình yêu đã khiến Thiên Chúa hạ mình thẳm sâu như vậy. Cũng chính vì điều này, chính bằng sự việc trong đại này mà nhân loại phải hạ mình khiêm cung trước tình yêu vô cùng ấy, bằng cách luôn nhận thức rõ rệt về bản thể hư vô của họ trước tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đã tạo nên một thế giới để họ luôn sống trong tội lỗi và bội bạc, thì cũng chính tình yêu ấy chuộc lại tội lỗi và cứu họ thoát khỏi sự chết. Nhân loại nghĩ gì về một tình yêu siêu việt như thế của một Thiên Chúa toàn năng hằng hữu yêu dấu mình? Tình yêu sẽ nâng thế giới loài người lên, để cùng với tình yêu Thiên Chúa, loài người sẽ sống trong hoan lạc hạnh phúc vô biên. Viết đi, con, chúng ta sẽ hoàn tất chương trình tình yêu trong tuần này, con. Mầu nhiệm Maria, do Đức Chúa Giêsu ban cho nhân loại. 6. Ngôi lời nhập thể trong mưu ba Thiên Chúa là Đức Maria. Viết đi, con, cha đọc cho con đây, ngôi lời nhập thể trong mưu ba là Đức Maria. Dù cha đã dạy con rồi về mầu nhiệm này, nhưng ở đây cha cũng nhắc lại cho nhân loại thấy rõ tại sao khi thụ thai, sinh con mà Đức Maria vẫn còn đồng trinh. Hôm nay, cha dạy con rõ ràng hơn, vì thật điều này được nằm trong ý định Thiên Chúa khi tỏ lộ về mầu nhiệm Maria. Như chương trình tình yêu Thiên Chúa đã được hoạch định, đến đúng ngày giờ Thiên Chúa xuống trần, trong ngươi bị làm con Thiên Chúa, thì ngươi ba đã chờ đợi sẵn, để vừa khi Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel thông báo, thì lập tức ngôi ba Thiên Chúa với nhân tính trong hình ảnh trinh khiết Maria lập tức tạo nên ngôi lời. Chính ngôi ba tạo nên ngôi hai trong lòng mình. Hay nói cho dễ hiểu hơn, với tầm trí hiểu của nhân loại, ngay lúc ấy ngôi hai Thiên Chúa liền có trong cung lòng ngôi ba là Đức Maria. Sự tạo thai này do chính Thiên Chúa ba ngôi đồng hiệp nhất để tạo nên, và ở trong xác thánh Maria vẫn luôn luôn tinh tuyền, không một mảy may tiểu nào nơi người là Thiên Chúa ngôi ba, là tình yêu Thiên Chúa nơi xác thánh người. Dù sống trong nhân loại và như nhân loại về bản tính, Đức Maria vẫn không hề bị những xấu xa ô nhiễm bén mảng bên người. 7. Ngôi hai và ngôi ba là gương mẫu cho đời sống nhân loại noi theo. Ngôi hai và ngôi ba đã đem lại cho nhân loại một đời sống, gương mẫu, để nhân loại phải noi theo và phải đạt tới, đó là sự vâng phục thánh ý Chúa Cha trong suốt cuộc đời. Chỉ có vâng phục thánh ý Thiên Chúa đặt định trong một tình yêu mến, biết ơn sâu xa mới đẹp lòng Thiên Chúa. Chính nơi đó, Thiên Chúa đã đặt một mẫu mực cho đời sống nhân loại phải đạt tới. Chính nơi ngôi hai và ngôi ba thể hiện một tình yêu Thiên Chúa nồng nàn, tha thiết và biết ơn trong sự thuận phục thánh ý Chúa. Lời xin vâng của ngôi ba tỏ rõ cho nhân loại về điểm này. Tình yêu đã hóa thành mục thể để chỉ còn biết vâng phục tình yêu, hầu cho tình yêu Thiên Chúa nơi nhân loại được hoàn hảo. Thiên Chúa đã tự nhận và mặc lấy cho mình cái bản tính nhân loại hèn hạ. Nếu 12 tỏ rõ thiên tính của người ở thế gian là để nhân loại xác tín về một tình yêu vô nguyên của Thiên Chúa đối với họ, thì 13 Thiên Chúa luôn tỏ rõ cho nhân loại về bản thể hư vô và bản năng thấp hèn của mình trước Thiên Chúa toàn năng. Điều này Thiên Chúa đã vì yêu nhân loại mà người đã thực hiện, hầu nhân loại vì sự hạ mình thẳm sâu của Thiên Chúa mà nó được nâng lên cùng Thiên Chúa trong sự sống lại của Đức Kitô. Nếu 12 đã thực hiện công cuộc cứu chuộc bằng sự chết nhục nhã trên thập giá để nhân loại được sống, thì ngôi ba đã thực hiện sự từ bỏ trọn vẹn địa vị Thiên Chúa để nhận lấy cái bản thể hư vô thấp hèn của nhân loại, hầu trong sự sống Đức Kitô, nhân loại được nâng lên cùng Thiên Chúa trong nước hàng sống. B. Ngôi ba chính là tình yêu. Chính nhờ tình yêu ấy mà nhân loại được tạo dựng.
Do đó, ngôi ba và linh hồn nhân loại được trở nên mật thiết với nhau để nên một trong ba ngôi thiên chúa. Ngôi ba thiên chúa chính là linh hồn nhân loại. Vì vậy, khi một linh hồn được tạo dựng là nó đã mang trong nó hai bản tính thiên chúa và bản tính loài người. Bản tính thiên chúa là linh hồn và bản tính loài người là xác thịt hư vô bất bụi. Khi một linh hồn sống trên trần gian dưới sự điều khiển tròn vẹn của ngôi ba thì lập tức nó nhận được sự sống tốt đẹp của thiên chúa trong nó. Nhưng nếu nó đã xua đuổi tình yêu thiên chúa ra khỏi nó thì lập tức nó đã đi đến sự chết. Nó chết vì nó không tiếp nhận sự sống là tình yêu thiên chúa, là ngôi ba thiên chúa sống trong nó. Tình yêu tha thứ tất cả, tình yêu đổi mới và thanh hóa, thiêu đốt mọi tội lỗi, dù tội lỗi ấy có lớn lao, nặng nề cách nào, linh hồn vẫn được tha thứ khi đó ăn năn. Tình yêu tạo dựng và là sự sống của loài người, thế nên tình yêu luôn tha thứ và thương xót. Tình yêu hoán cải và đổi mới, tình yêu tẩy rửa và xóa tan mọi tiểu ố, tình yêu mạnh mẽ vô biên để sẵn sàng đốt cháy mọi tội lỗi, thứ tha mọi xúc phạm và rửa sạch mọi nhức nhơ, với một điều kiện nó phải ăn năn thống hối. Đó là điều kiện tiên quyết trong sự sống còn của nhân loại. Sự ăn năn ấy trở thành hương thơm tinh tuyền khi nhân loại luôn luôn nhận thức rõ rệt bản thể hư vô của mình trước đấng tạo dựng. Chỉ thành tâm nhận thật như vậy, lập tức tình yêu nâng nó lên cao trọng trong nước hàng sống. Tình yêu nhận chìm và nâng lên, tình yêu phá đổ và xây dựng, tất cả đều do tình yêu. 8. Ngôi 2, ngôi 3 là mẫu mực hoàn hảo cho nhân loại noi theo về sự vâng phục. Đời sống trần gian của Thiên Chúa ngôi 2 và ngôi 3 cho nhân loại noi theo về sự vâng phục trong cuộc sống tạm bợ của họ. Đời sống ấy cũng mang một ý nghĩa trong tình yêu thắm thiết mà Thiên Chúa yêu nhân loại và muốn nhân loại bắt chước. Thiên Chúa đã dùng hai hình ảnh tương phản rõ rệt là Thiên Chúa ngôi 2 và tạo vật mang bản tính nhân loại trong bức Maria chưa được nhân loại hiểu biết Maria với một tình yêu bao la thắm thiết. Thiên Chúa yêu nhân loại trong bức Maria và nâng nhân loại lên cũng trong bức Maria, Thiên Chúa đã nâng một thụ tạo lên ngôi cao trọng trong nước Thiên Chúa. Điều này tỏ rõ cho nhân loại hiểu rằng, dù được tạo dựng bởi hư vô nhưng nó đã được nằm trong và tạo nên bởi Thiên Chúa. Do đó, nó được quyền sống trong hạnh phúc vĩnh cửu như thụ tạo Maria, miễn là nó cũng sẽ phải đạt tới đời sống nhịp Maria và trong Maria. Không một điều nhỏ nhoi nào mà Thiên Chúa không làm vì yêu dấu nhân loại. Đời sống trần gian của Thiên Chúa ngôi 2 và ngôi 3 đã chứng minh rõ rệt nhất về sự vâng phục và tình yêu đền đáp mà nhân loại phải có đối với đấng tạo thành. 9. Lời di chúc trên thánh giá là lời ngôi 2 chối lại ngôi 3 cho nhân loại mà hội thánh và nhân loại chưa hiểu thấu. A. Ngôi 2 Thiên Chúa, khi hoàn tất ơn cứu chuộc, đã dạy nhân loại phải biết đến tình yêu Thiên Chúa là Đức Maria. Lời chăn chối quan trọng này, nhân loại quên sót và chối bỏ, ngôi 2 trao nhân loại cho tình yêu là Đức Maria dẫn dắt, điều khiển, thánh hóa và đổi mới, hầu họ được sống. Nhưng nhân loại làm ngơ, nhân loại quên sót điều tối quan trọng này, nên nhân loại càng ngày càng đi đến vực thẳm của sự chết. Từ bỏ sự sống và quên sót sự sống là tình yêu Thiên Chúa trong Đức Maria, là nhân loại đã tìm cho nó sự chết đời đời. B. Với trí óc, kiêu căng, sẵn có, nhân loại thích tìm tòi nghiên cứu những hiểu biết về Thiên Chúa cách lớn lao, vĩ đại. Họ đã nhận lấy hậu quả tương xứng cho lòng kiêu căng ấy là sự chết luôn rình rập quanh họ. Họ là miếng, mồi ngon cho quỷ dữ khi họ thích tìm tòi, nghiên cứu về Thiên Chúa theo trí óc thiển cận, mưu dốt của họ. Cái điều thật quan trọng là sự sống trong bức Maria thì họ coi thường, họ chối bỏ. Thiên Chúa thực hiện đúng tất cả mọi lời người đã phán ra, không thiếu một chấm, một nét nào. C. Bởi họ đã thực hiện đời sống tâm linh như thế nào khi họ đã không nghe những lời Thiên Chúa chối lại trong giây phút tắc nghỉ trên thập giá trong vinh quang của sự sống lại. Thiên Chúa đã ban tình yêu của người, Thiên Chúa đã trao sự sống ấy trong bức Maria để nhân loại tìm đến Thiên Chúa mà không nhọc nhằn, không lầm lạc, không sợ sệt và tuyệt vọng. Tìm được Maria và ở trong Maria là họ đã đạt được sự sống trường sinh. 10. Công cuộc cứu chuộc nhân loại. A. Đó là chương trình tình yêu Thiên Chúa đã hoạch định trong chương trình của người từ thuở đời đời. Ở đây, cha cũng đã dạy con về chương trình tình yêu trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. Trước khi được hoạch định về tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại phải có trong ý định của người rồi, loài thiên thần, trước lúc ấy, loài mà Thiên Chúa tạo dựng từ trước trong triều đình của người, không phải bằng đất bụi mà bằng sự thiên nhiên. Nếu nhân loại thấy các thiên thần hiện ra giống hình ảnh loài người là vì các ngài mang hình ảnh Thiên Chúa mà đến. Do đấy, các thiên thần sống hạnh phúc vô cùng trên nước trời.
nhưng trong ý định Thiên Chúa đã muốn làm gương cho tất cả loài thiên thần phải trung thành và vâng phục uy quyền Thiên Chúa làm sao, nên người đã tạo ra sự thử thách. Một vấn mà Thiên Chúa đã đặt làm miết phẩm triều đình thiên quốc là thiên thần Lakshmi. Thiên Chúa muốn mọi loài phải biết đến Thiên Chúa là tình yêu và mọi người đều được tạo dựng bởi Thiên Chúa. B. Minh thần Lakshmi, sau sự thử thách của Thiên Chúa, đã không tuân phục quyền năng tối thượng của Thiên Chúa mà manh tâm bội phản. Nó không tuân phục thánh ý Chúa khi Thiên Chúa thử thách nó. Thế nên, để làm vương, Thiên Chúa đã đẩy nó vào một nơi khốn nạn đời đời. Và lúc đó, nước hỏa ngục được thiết lập để lần phạt những kẻ chống lại quyền năng Thiên Chúa. Thực ra, trong ý định Thiên Chúa không phải lần phạt dữ dằn như vậy nếu nó ăn năn. Nhưng nó không ăn năn mà luôn muốn thống trị mọi sự như Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa cho nó thấy rõ hỏa ngục ghê sợ thế nào, lòng kiêu hãnh nó trồi lên và nó chấp nhận một sự tối tăm ghê khiếp ấy để được toàn quyền thống trị như Thiên Chúa trong một nước, dù nước ấy là nước hỏa ngục. Tội lỗi phát xuất từ đó, từ bởi một thiên thần phản loạn chống lại quyền năng tối thượng của Thiên Chúa. Thật thì, trong ý định tình yêu của Thiên Chúa đã không hoạch định một chương trình như vậy. Thiên Chúa tạo dựng loài người để chỉ ban cho loài người hạnh phúc. Nhưng thần phản nghịch đã tạo nên giống tội, kiêu căng, làm mất ơn nghĩa Chúa với mọi thụ tạo. Vì vậy, chương trình tình yêu, thay vì ban cho nhân loại được hạnh phúc toàn vẹn, thì phải thay bằng sự cứu chuộc. Tất cả đều nằm trong chương trình tình yêu từ thuở đời đời, khi Thiên Chúa mới tạo dựng các thiên thần. C. Khi loài thiên thần mất ơn nghĩa cùng Chúa, thì nó không còn được tốt đẹp nữa, mà Thiên Chúa đã tạo nên nó bằng và bởi đất bụi, chính trong đất bụi này mà nó được cứu chuộc lại bởi tình yêu Thiên Chúa. Vì thật, loài người mà Thiên Chúa nghĩ đến ấy, không phải là loài người ngày nay, mà tất cả là các thiên thần. Tất cả loài người là các thiên thần không mang một tiểu ố nào nơi họ. Vì thế, họ được hưởng nhan Thiên Chúa luôn luôn. Nhưng từ khi thiên thần lắc xích phản nghịch, loài người đã mất ơn nghĩa Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không vơi bớt, bởi vậy nó phải mang trong nó sự xấu xa, như bẩn và đứt bụi, để muốn được sống, muốn được hạnh phúc trên trời, nó phải chiến đấu, chống lại cùng thần dữ lắc xích, có một ý nghĩa là nhân loại được tạo dựng bởi tình yêu và hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng thần dữ Lakshmi đã cướp đoạt hạnh phúc ấy bởi kiêu căng chống lại quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy một nhân loại được sinh ra phải căm thù kẻ gieo trong họ sự đau khổ là tội lỗi. Nhân loại luôn luôn ghê khiếp và xa lánh tội lỗi mà Lakshmi đã xúc phạm đến Thiên Chúa toàn năng trong và bởi tội kiêu ngạo của thần dữ Lakshmi. D. Cũng vì thế, chương trình tình yêu đã được hoạch định, tình yêu đã tạo nên thiên thần Lakshmi để rồi Lakshmi phản nghịch cùng Thiên Chúa, thì cũng chính tình yêu sẽ cứu loài người thoát khỏi sự chết mà Lakshmi đang gieo rắc. Người nữ đạp đầu con rắn hỏa ngục chính là Thiên Chúa Nuôi Ba, là tình yêu Thiên Chúa sẽ thắng sự dữ do thần kiêu ngạo là Lakshmi cầm đầu. Lakshmi kiêu căng đã mất ân nghĩa cùng Chúa, thì tình yêu Thiên Chúa là Thiên Chúa Nuôi Ba sẽ hạ mình thẳm sâu để cởi bỏ địa vị một Thiên Chúa cao cả mà chuộc lại tội lỗi ấy cho nhân loại trong thân phận làm người. Lakshmi đã mất sự sống là Thiên Chúa, thì như hai Thiên Chúa đã chuộc lại bằng sự chết khổ nhục trên thập giá. Đó là chương trình tình yêu mà Thiên Chúa đã hoạch định để cứu nhân loại. Chương trình tình yêu ấy mang lại sự sống cho nhân loại. 11. Rõ ràng hơn về ngôi hai nhập thể. Hôm nay, cha dạy con rõ ràng hơn về ngôi hai nhập thể. A. Cha nói rõ ràng hơn về sự tạo dựng loài người. Khi Thiên Chúa nghĩ đến loài người với một tình yêu bao la, là khi ấy loài người được có trong ý định của Thiên Chúa và hạnh phúc vô biên của người mà không một tội lỗi xấu xa nào xâm nhập chúng. Loài người ấy chính là các thiên thần. Sau khi đã thiết lập cho loài người được tạo dựng một triều đình mà Thiên Chúa là chủ tế, là vua, để các thiên thần thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh, hưởng sự khoái lạc vô biên của Thiên Chúa, thì nhất phẩm thiên thần Lakshmi được Thiên Chúa ban cho quyền hành trên các thiên thần đã phản loạn. Sự phản loạn này do bởi Thiên Chúa muốn thử thách cho nó thấy rõ quyền năng Thiên Chúa. Nhưng cũng chính sự thử thách này mà Lakshmi đã phải chết đời đời vì kiêu ngạo. Thật ra, trong ý tưởng, nó đã có những ý nghĩ khi đó muốn được bằng Thiên Chúa. Và vì vậy, nó đã phải chết. Chính nơi sự chết này của Lakshmi và tội lỗi nó gây nên mà Thiên Chúa đã phẫn nộ. Sự phẫn nộ đã gây cho loài người thiệt thòi vì Thiên Chúa đã không tạo nó bằng tình yêu trong sự thiên nhiên nữa. Mà để đền bù sự vô ơn của Lakshmi, Thiên Chúa đã tạo dựng loài người bằng hư vô đất bụi. Nhưng với tình yêu vô nguyên, Thiên Chúa đã không cất khỏi nó sự sống là chính Chúa.
Sự việc Thiên Chúa dùng đứt đùi để tạo nên loài người là để loài người luôn luôn nhận thức về sự hư vô của mình trong tình yêu bao la của Thiên Chúa, và cũng để nó luôn luôn nhớ đến sự oán phạt của Thiên Chúa với loài người đã phát sinh bởi tội kiêu căng. Dù vậy, ngày nay, nhân loại vẫn đang sống trong sự dẫn dắt của thần dữ Nasit trong sự chối bỏ và thách thức uy quyền của Thiên Chúa. Loài người được tạo dựng bởi đứt đùi, và tổ tông loài người là Udon và đã nhận lãnh hậu quả của dòng giống kiêu căng Nasit truyền lại. Thật thì, trong ý định của Thiên Chúa, tội nguyên tổ chưa hẳn là một tội làm Thiên Chúa phẫn nộ đến thế, nhưng tội mà thiên thần Lắc-xịt mới thực là một tội lưu truyền cho loài người những sự đau khổ và gieo rắc cho loài người sự chết chóc. Lắc-xịt, sau khi đã bị đẩy vào hỏa ngục, nó tự phong cho nó là vua hỏa ngục. Thần dân của nó lúc đó quá ít, vì vậy đã thâm thù Thiên Chúa, nó quyết kiến tìm cho nó một nước đầy thần dân bằng sự gieo rắc cám dỗ và lôi kéo các linh hồn về với nó. Udon và Iva là một hình thức Chúa dùng để tỏ rõ cho nhân loại về cái hậu quả của tội kiêu căng đã đánh mất ơn nghĩa Chúa thế nào, và khi mất ơn nghĩa cùng Chúa, họ phải khốn khổ ra sao. B cũng bởi đó, chương trình tình yêu được Thiên Chúa hoạch định để cứu giúp nhân loại. Thiên Chúa tự biết, với tội kiêu căng quá độ ấy, Lắc-xịt đã gieo rắc cho loài người nhiều đau khổ, chết chóc. Để cứu vớt loài người, Thiên Chúa đã nghĩ đến việc người phải xuống trần, mặc lấy thân phận hèn hạ để sống và cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa tạo dựng loài người, không phải để loài người phải đau khổ, nhưng họ phải được sống trong hạnh phúc của người. Nhưng tội lỗi đã làm xa cách sự sống, và hạnh phúc họ tạo được cũng chỉ là cái giả dối. Có như thế, khi Thiên Chúa nói thương mà thực hiện xong công cuộc cứu chuộc để đưa nhân loại về tình yêu đích thực, họ mới nhận biết và xa lánh tội lỗi, để xứng đáng hưởng hoan lạc thánh thiện Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo nên loài người, để loài người sống trong hạnh phúc khoái lạc. Lắc-xịt đã cướp mất cái khoái lạc vô biên ấy bằng tội kiêu ngạo. Thế nên giữa Thiên Chúa và loài người đã có một sự ngăn cách để loài người phải xa nhan Thiên Chúa. Sống xa nhan Thánh Chúa và những khoái lạc sướng vui, loài người đã bị vua kiêu ngạo cám dỗ, mục đích nó muốn tạo cho nó một nước đông dân để trả thù việc Thiên Chúa đã đẩy đọa nó. Trong lòng trí kiêu căng của nó luôn muốn được bằng Thiên Chúa về quyền năng và thống trị muôn loài. Do đó, càng ngày nó càng dùng đủ mưu trước tinh vi, hầu chiếm đoạt các linh hồn. Thiên Chúa để như vậy, cho loài người nhận biết sự thiện và sự ác, hầu nếu muốn được sống, họ phải luôn hướng lòng trí họ lên cùng Thiên Chúa là đấng tạo dựng và ban cho họ nguồn hạnh phúc đích thật. Trong ơn cứu độ nhân loại khỏi mưu trước Satan, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình cứu độ bằng chính Thiên Chúa sẽ xuống trần. Thiên Chúa biết rằng, nếu người chẳng xuống và sống giữa loài người bằng bí tích thánh thể tình yêu, thì loài người không thể chống cưỡng những mưu trước tinh vi nguy hiểm của Lắc-xịt và bè lũ chúng cám dỗ. Loài người sẽ không đủ sáng suốt để nhận ra những thâm hiểm của kẻ thù Lắc-xịt dùng để chiếm đoạt linh hồn họ. Thiên Chúa đã tỏ rõ quyền năng người cho Lắc-xịt biết rằng một sự hạ mình thầm sâu của Thiên Chúa trong Thiên Chúa ngôi ba là nước Mavia để tiêu diệt bè lũ kiêu căng là ma quỷ, hầu giải thoát cho nhân loại khỏi đau khổ, chết chóc. C. Cái thâm hiểm nhất của Lắc-xịt nghĩ đến là trà đạp lên Thiên Chúa trong linh hồn nhân loại. Bởi linh hồn nhân loại được tạo dựng bởi tình yêu Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã kết hợp nên một với loài người bằng tình yêu vô biên, tình yêu ấy chính là Thiên Chúa ngôi ba. Thế nên, để trả thù Thiên Chúa, Lắc-xịt cùng bè lũ đã cố gắng dùng mưu sâu trà đạp và sỉ nhục Thiên Chúa, khi đó đã chiếm đoạt được linh hồn nhân loại. Chúng đã hành hình Thiên Chúa trong các linh hồn, khi nó đã thực sự làm chủ linh hồn trong nước hỏa ngục. Nhân loại không thấu rõ điều đó, vì họ không yêu mến Thiên Chúa trong linh hồn họ. Bằng vào sự vô tình, nhân loại đang tiếp tay cùng Satan để sỉ nhục Thiên Chúa trong những xúc phạm liên tiếp trong cuộc sống họ. Sự vô tình này đáng được Thiên Chúa thứ tha, nhưng những linh hồn đã biết, đã hiểu, mà còn cương quyết xúc phạm đến Thiên Chúa, thì nó phải lãnh nhận hậu quả phải đến với nó. Sự sống của Thiên Chúa không bao giờ mất ấy, đã khiến linh hồn nhân loại phải sống trong đau khổ triền miên khi nó đã mất Thiên Chúa. Vì vậy linh hồn nó vẫn sống trong nước hỏa ngục với trăm ngàn đau đớn xót xa khốn nạn đời đời. Thiên Chúa đã ban tình yêu và sự sống cho loài người. Người sẽ không lấy lại những gì người đã ban phát, nhưng nếu loài người không tiếp nhận sự sống và những khoái lạc vui sướng là Thiên Chúa, thì linh hồn phải nhận chịu sự đau đớn do ma quỷ gieo rắc. Linh hồn nào khát khao được Thiên Chúa làm chủ, thì linh hồn ấy được bình an, hạnh phúc. Linh hồn nào chối bỏ sự sống và sự an bình bởi Thiên Chúa, thì nó phải nhận chịu những đau đớn do quỷ gây nên. Mầu nhiệm Maria đã được tỏ lộ cho nhân loại. Đó là một mầu nhiệm cao siêu nhất trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và đó cũng là tình yêu siêu việt mà Chúa đã yêu dấu loài người bằng chính Chúa.
linh hồn nhân loại cao quý bằng một Thiên Chúa, vì chính linh hồn nhân loại là Thiên Chúa Ngôi Ba. Chính bởi nhân loại mà Thiên Chúa Ngôi Ba xuất phát, Thiên Chúa Cha vì quá yêu một nhân loại, mà người đã mặc lấy cho người ngôi vì làm con mà chuộc tội nhân loại. Ngôi Cha và ngôi Con yêu nhau như chính mình người, nên người lại mặc lấy ngôi Ba, để chính ngôi Ba ấy tạo nên và cứu vớt nhân loại. 12. Bổn phận nhân loại đáp đền tình yêu Thiên Chúa làm sao? A. Nhân loại nghĩ sao về tình yêu dấu vô biên này? Nhân loại nghĩ gì về một Thiên Chúa điên cuồng vì yêu họ như vậy? Nhân loại nghĩ gì khi Thiên Chúa đã cởi bỏ địa vị cao sang của một Thiên Chúa mà xuống trần mặc lấy thân phận thấp hèn để cứu vớt họ? Cha muốn nói rõ để nhân loại hiểu, Thiên Chúa đã cởi bỏ tất cả địa vị cao sang của một Thiên Chúa để tỏ tình, để yêu mến và cứu giúp nó. Bù lại, Thiên Chúa đòi buộc nhân loại phải đáp đền như vậy. Nghĩa là cha đòi buộc nhân loại ngày nay đang sống trong danh vọng, giàu sang, đang sống trong địa vị với đầy đủ tội lỗi xấu xa nơi nước, hãy từ bỏ tất cả để được Thiên Chúa đáp đền tình yêu Thiên Chúa đã yêu dấu họ. Cha muốn họ phải được sống và được hạnh phúc, hoan lạc, cha sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm, tất cả xúc phạm nếu họ ăn năn. Tình yêu cha bao trùm tất cả mọi tội lỗi, bởi khi tạo dựng một nhân loại bằng nước bụi, cha đã biết tất cả những xúc phạm ấy. Và cha sẽ tha thứ bằng một tình yêu vô biên, từ khi chúng chưa phạm tội. Và cũng chính vì vậy mà dù biết chúng xấu xa, cha vẫn sinh ra chúng. B. Tất cả nhân loại đều được sinh ra, không phải bởi một tình yêu dấu vô biên ấy hay sao? Vậy mà sao có nhiều linh hồn phải xa hỏa ngục? Chúng phải xa hỏa ngục vì chúng đã muốn, chúng đã chọn cho chúng như Lắc Xịt đã cương quyết chọn cho nó vương quốc để cai trị, dù vương quốc ấy là hỏa ngục. Linh hồn nhân loại cũng vậy, và khi phải ném chúng vào lửa đời đời, cha đã dùng đủ cách để đánh động, để dẫn dắt và nhắc nhở chúng nhớ đến sự sống vĩnh cửu là Thiên Chúa. Nhưng chúng cương quyết từ chối và hất đổ, cha đành để mất chúng. Mỗi linh hồn phải rơi vào hỏa ngục là một đớn đau vô biên cho Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn đành mất chúng, vì giờ đó là giờ của công lý xét xử nghiêm minh. Tình yêu phải bó tay trước án lệnh đã ra, vì thật khi án lệnh đã ra là tình yêu đã hoàn toàn tuyệt vọng trước sự cương quyết lựa chọn cho nó sự chết, dù ngay lúc đó Thiên Chúa vẫn muốn nó ăn năn. 13. Thời đại ân sủng, tình thương và thứ tha. A. Thời đại này là thời đại